Vâng, thầy xin kính chào các anh chị em. Xin kính chào quý thầy, xin kính chào quý cô và xin kính chào quý vị tu sĩ của các tôn giáo. Vâng, thưa các anh chị em, giờ này theo giờ Pháp là 5 giờ 40 chiều. Các anh chị em tại Việt Nam đã là khoảng 10 giờ 40. Vâng, thưa các anh chị em, hy vọng rằng ngày hôm nay chúng ta sẽ trao đổi được với nhau một số những cái câu chuyện mà hy vọng là nó liên quan đâu đó đến trực tiếp cái đời sống tranh đấu của chúng ta, những người Việt Nam đang mang cái khát vọng, mang cái mơ ước sẽ có được một ngày nhìn thấy được quê hương của chúng ta thật sự là thanh bình, thật sự là tự do. Cái tiêu đề của ngày hôm nay nó có hai phần. Phần thứ nhất nó liên quan đến vấn đề truyền thông của thế giới. Đã đến lúc chúng ta cũng cần phải nhìn xem cái truyền thông của thế giới nó là cái gì, nó như thế nào. Và cái gọi là truyền thông của thế giới đó, nó gồm những ai, nó gồm những gì, và cái chủ đích của nó ở đâu. Ai, lực lượng nào, những người nào can thiệp vào những cái dòng gọi là dòng truyền thông, gọi là truyền thông của thế giới như vậy. Và cái dòng truyền thông của thế giới đó, nó đã có một cái tác động như thế nào đối với cuộc chiến tranh trên đất nước Việt Nam của chúng ta từ những năm 1958, 1960 cho tới giai đoạn kết thúc cuộc chiến tranh gọi là 30 tháng 4, tức là năm 1975. Cái cuộc chiến tranh đó, nó đã chấm dứt vì đâu? Vì sự bỏ chạy, vì sự thua cuộc của những người của miền Nam, của những người chiến đấu trong một cái lực lượng gọi là lực lượng quân đội Việt Nam Cộng Hòa, tức là một nước Việt Nam của phía Nam của vĩ tuyến 17. Phải chăng nó là như vậy? Phải chăng là nó đã có những sự chiến đấu một cách hèn nhát của quân đội bên này hay quân đội bên kia? Và nếu gọi là hèn nhát thì tại sao là hèn nhát? Nếu là hiền lành thì tại sao là hiền lành? Và chúng ta cũng cần phân biệt sự hiền lành và sự hèn nhát nó khác nhau ra sao. Và sự hiền lành nó đối diện với một sự cuồng sát của chiến thắng nó như thế nào? Và động lực nào nó đã đưa đến một cái động thái cuồng sát của những người cùng mang chung một dòng máu? Ai là người đánh trước? Ai là người đỡ, tức là người tự vệ? Và ai là người tấn công? Và tấn công với cái mục tiêu gì? Mục tiêu chống Mỹ cứu nước? Hay là mục tiêu chiếm Việt Nam cho thầu? Đánh, tức là đánh đến người Việt Nam cuối cùng cho cái quyền lợi của đệ tam quốc tế. Giờ này chúng ta đối diện với cái thảm cảnh corona. Nó làm cho chúng ta lắng đọng lại. Nó làm cho đời sống của chúng ta chậm lại. Và đâu đó nó làm cho chính những người từng là quốc gia, tức là những người bên phía quốc gia, hoặc là cha anh của mình là phía bên gọi là quốc gia, tức là bên phía miền Nam. Một nửa, ít nhất là 60% hoặc là 70% của miền Nam. Cho là 60% của người miền Nam ước mơ và nhìn mình, đồng hóa mình, đồng dạng mình vào với hai chữ quốc gia. 60%. Một cuộc chiến tranh nó có thể, tức là một cuộc chiến đấu có thể thành công được hay không khi mà một số anh em đang dùng cái chữ là 3 đánh 1 thì không chột thì cũng què. Chúng ta nhìn vào cái gọi là cái hiệp định Paris 1973, chúng ta thấy rõ ràng đó là 3 đánh 1 thì không chột thì cũng què. Mà đối với tôi không phải là 3 đánh 1, 3 thực thể đánh một, ba thực thể. Thực thể thứ nhất có cái tên là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tức là phía Bắc, lực lượng phía Bắc, người Việt Nam phía Bắc. Lực lượng thứ hai là Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam. Nó là một cái lực lượng, tức là nó là ma, bóng ma, rất là ít ỏi. Không có một cái khả năng gọi là chiến thắng được, không có một cái khả năng gọi là chiến đấu được. Cuộc chiến gọi là chiến đấu ở miền Nam là toàn giải quyết chiến trường bằng lực lượng chính quy, tức là một lực lượng
bên ngoài lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hòa, khi đối diện với những cái văn bản công hàm hoặc là định ước hoặc là hiệp ước của quốc tế, thì buộc lòng chúng ta cần phải nhìn rõ trong cái giai đoạn năm 1954 và 1975, giống như là Bắc Hàn ngày hôm nay, Bắc Hàn và Nam Hàn chia là hai quốc gia. Thời kỳ đó là Đức cũng vậy, Đông Đức và Tây Đức chia làm hai quốc gia. Bắc Hàn và Nam Hàn là hai quốc gia. Việt Nam phía Bắc là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, cái chữ dân chủ để trong ngoặc kép, cái chữ Cộng Hòa cũng để trong ngoặc kép, đó tất cả đều là sáo ngữ. Cho đến giờ này, những người có đủ trí tuệ cần phải nhìn, đó là sáo ngữ, đó là một sự lừa dối, một sự lừa gạt, một sự phỉnh gạt từ những năm 1945 đến tận ngày hôm nay. Thì đối với công pháp quốc tế, hai quốc gia, hai lãnh thổ khác nhau được ràng buộc biên giới với các cái định chế của quốc tế. Người miền Bắc đã xâm lăng vào miền Nam. Giờ này cần phải nhìn thật rõ, đừng có chối, đừng có cãi, đừng có nói quanh co. Khi chúng ta quanh co như vậy, tức là chúng ta không dám nhìn vào sự thật. Khi không dám nhìn vào sự thật thì làm sao thấy ra được chân lý? Không có chân lý thì không có lý tưởng. Muốn có ý thức, muốn có lý tưởng phải có ý thức. Và ý thức phải được xây dựng trên sự thật. Chứ còn ý thức được xây dựng trên cái gọi giống như là đệ tam quốc tế, xây dựng trên cái chủ nghĩa gọi là chủ nghĩa cộng sản. Chúng ta hãy nhìn những người gọi là xây dựng tinh thần của mình, lý tưởng của mình là lý tưởng cộng sản. Chúng ta hãy nhìn những thằng cộng sản ngày hôm nay nó sống trên cái gì. Những người cầm quyền của chế độ cộng sản ngày hôm nay, họ có sống ở những túp lều giống như người dân hay không? Hay là họ sống bằng biệt phủ? Hay là tiền bạc của họ có rất nhiều ở những nơi các quốc gia khác? Họ đem tiền của người dân của chúng ta đi những nơi khác. Và nó có cái sự đồng đều không? Nó sự bất công không? Giữa miền Nam và miền Bắc, giữa những người làm ra được đồng tiền và đóng thuế thật nhiều, ngân sách đóng thật nhiều cho ngân sách, 80% ngân sách đóng cho nhà nước, cái nhà nước của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày hôm nay, 80% đến từ miền Nam. Và chúng ta nhìn như thế nào về miền Tây? Miền Tây có yên tĩnh hay không? Miền Tây có nò béo hay không? Miền Tây có thoải mái hay không? Miền Tây có hiền hòa hay không? Hay là miền Tây là những người nô lệ thời mới mà chính những người miền Tây không biết? Không biết là tại sao, là tại vì mình thấy là mình sống tương đối là nó cũng thoải mái, kể cả là đất đai của mình. Cái quyền tư hữu của mình chưa ai đục đến, chưa ai xâm phạm đến quyền tư hữu đất đai. Vốn dĩ quyền tư hữu đất đai ở Việt Nam là không có, tư hữu cá nhân, tư hữu đất đai là nó không có. Nhưng vì cái gọi là cái bàn tay thuồng luồng nó chưa đụng đến miền Tây, tại miền Tây còn rộng quá. Nó chưa lấy của người dân, nó chưa có móc miếng ăn khỏi mồm của người dân. Chưa. Nên người dân miền Tây vẫn cảm thấy rằng mình yên tĩnh. Người dân miền Tây vẫn cảm thấy mình hạnh phúc khi mình đi trên những con đường làng, khi đi trên những con đường xã đó, là nó lầy lội. Người miền Tây thì lại ít đi ra miền Bắc. Tại vì có thể là người miền Tây thích đi sang bên Đại Hàn, đi sang bên Thái Lan. Nhưng bảo là người miền Tây đi ra miền Bắc, nhất là đi ra đồng quê miền Bắc, đi ra các làng, các xã ngoài miền Bắc thì không, chẳng ai dạy gì đi cả. Và chính vì cái mà chúng ta dạy, tức là chúng ta nghĩ rằng chúng ta không dạy, chúng ta không thèm đi ra đất Bắc, đi ra miền Bắc, cho nên chúng ta không có được một cái sự phân biệt. Một cái sự phân biệt cần thiết để hiểu rằng chúng ta có phải là nô lệ hay không. Thưa các ông, các bà, người miền Tây, đồng bào nông dân người miền Tây đóng góp quỹ, đóng góp thuế nhiều nhất cho cái gọi là một sự trường tồn của kinh tế nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày hôm nay. Nhưng hạ tầng cơ sở của chúng ta không có. Thuế chúng ta đóng thật nhiều, nhưng hạ tầng cơ sở của chúng ta, đường xá của chúng ta là lầy lội. Thậm chí mà chúng ta làm ra đường đó là chúng ta cũng loạn quạng, nó nẹn bỏ mẹ, nó bắt phá đường của chúng ta đi. Bắt chúng ta phải phá đường. Trong khi ở ngoài miền Bắc, các nông thôn của ngoài miền Bắc, đường xá thoải mái. Hai cái hình ảnh nó hết sức rõ rệt. Chúng tôi có những người anh em, họ làm những cái công việc đặc biệt.
họ đi khắp Nam, khắp Bắc. Và đừng quên, đừng nghĩ rằng đó là những người gọi là những người không có vai trò đối với gọi là một cái tầm nghiên cứu và quyết định của quốc tế, của những tổ chức quốc tế. Họ là những người đi miền Nam khắp hết ngang cùng hang cùng ngõ hẻm. Họ là những người đi ở miền Bắc khắp các hang cùng ngõ hẻm. Và thậm chí họ phải thốt lên một câu: thưa các anh, chúng tôi thấy là hết sức là ngạc nhiên tại sao người dân miền Tây của các anh hiền lành đến như vậy, hiền lành đến mức độ ngây ngô. Người dân miền Tây đi ra đường là bò lõm bõm, đường xá cực kỳ là khó khăn. Kể cả là những đường xá lớn, chúng ta hãy nhìn và tính coi bao nhiêu con đường từ Sài Gòn về các ngõ ngách của miền Tây. Và toàn là đường hẹp. Trong khi chúng ta nhìn ra miền Bắc, hãy nhìn đi, hỡi các đồng bào, hỡi các anh chị em của người miền Tây Nam Phần, những người đóng góp cái trữ lượng thuế cho, tức là tiền thuế cho quốc gia hết sức lớn. Các cái đường xá, các đường xa lộ của Hà Nội mênh mông chẳng có xe. Trong khi những cái đường của miền Tây xe đầy nghẹt và đường thật nhỏ. Nó có bất công không? Thưa miền Tây yên tĩnh. Vâng, thưa các anh chị em, ngày hôm nay chúng ta có hai người bạn của chúng ta cùng xuất hiện trên live stream để nói với nhau về những vấn đề. Thứ nhất là truyền thông của thế giới. Thứ hai là thực sự miền Tây có thật sự là yên tĩnh không? Phải chăng những điều tôi vừa nói đó nó là chuyện tào lao, nó là cái chuyện là tôi ghen ăn tức ở, tôi kỳ thị người miền Bắc? Tôi đang nói giọng gì thưa các anh chị em? Tôi đang nói giọng người miền Bắc. Và để hiểu người miền Bắc, đặc biệt là người miền Bắc Cộng sản, không ai có thể hiểu người miền Bắc Cộng sản bằng những thằng Bắc Kỳ di cư hoặc là hậu duệ của những người Bắc Kỳ di cư. Kỳ thị ấy không? Không. Nhưng phải can đảm để đào sâu vào vấn đề. Đối ngay với những người là đảng viên Đảng Cộng sản ở miền Nam cũng như ngoài miền Bắc cũng vậy. Đối với bản thân tôi không có thù hận với cá nhân của các vị. Và thậm chí nếu được cầu khẩn, tôi xin cầu khẩn các chị, các vị hãy nhìn lại sự trường tồn của đất nước và cái hoàn cảnh đất nước Việt Nam như mảnh treo chuông của ngày hôm nay. Đất nước Việt Nam quả thực như mảnh treo chuông. Chúng ta đứng giữa hai cái gọng kìm của Trung Quốc và gọng kìm của thế lực Biển Đông, tức là thế lực Ấn Độ, Thái Bình Dương. Đã đến lúc hết sức cần thiết để cho chính chúng ta, mỗi người, kể cả là đảng viên Cộng sản, nhìn đến sự trường tồn của dân tộc. Để chúng ta nên chăng đã đến lúc sát mặt lại với nhau. Căm thù đấy, tôi căm thù các vị đấy. Nhưng vì quyền lợi của đất nước, chúng ta hãy nhìn thẳng vào mặt nhau, hãy đọ sống mũi đối với nhau. Và trong giai đoạn nhất định, hãy tìm ra sự chiến thắng của mỗi người. Tìm ra sự chiến thắng của mỗi người, nó thể hiện ở cái chuyện mà trong tương lai, có thể 1 năm, 2 năm, 2-3 năm nữa, đất nước có đi vào được sự bình an thật sự hay không? Đất nước có đi vào quỹ đạo phát triển để ít nhất chúng ta bằng vai với Đông Nam Á hay không? Hay là chúng ta mãi mãi sẽ là một giống dân nô lệ? Kể cả là hậu Cộng sản, chúng ta cũng vẫn là nô lệ. Giờ này là giờ cần phải tìm đến nhau, kể cả anh là Cộng sản hay anh từng là quốc gia hoặc là anh đã hướng về quốc gia. Nếu chúng ta không nhìn được với nhau, nếu chúng ta không tìm được với nhau, chúng ta sẽ mãi mãi là nô lệ. Đất nước Việt Nam mãi mãi là nô lệ. Thưa các anh chị em, tôi xin phép mời anh Huỳnh Công Phải. Dạ, vâng, thưa anh Huỳnh Công Phải. Thưa các anh chị em, từ bên này, anh Đoàn Hòa đâu đấy ta?
Anh Đoàn Hòa anh biết được không? Anh Đoàn Hòa có mặt ở trên 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 màn hình không ạ? Có mặt ở máy không ạ? Đây 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 có mặt đây. Dạ vâng vâng thưa anh Tân chào Thành, vâng tân chào anh Phận, chào tất cả anh chị em. Vâng ạ, thưa kính chào cụ lính cụ hồ. Người cựu lính cụ hồ. Vâng thưa các anh chị em, đây là người cựu lính cụ hồ. Vâng thưa anh Đoàn Hòa, một vị sĩ quan đặc biệt của chúng ta, và bên này là xin mời anh Huỳnh Công Phải. Anh Huỳnh Công Phải, anh Huỳnh Công Phải. Chào anh Hòa, chào anh Thành, xin kính chào tất cả các anh chị em. Chưa xong, anh chờ một chút xíu, chắc tôi phải rách lên này một chút xíu. Vâng. Anh Hòa đẹp trai dữ nha. Vâng, thưa hai anh, có lẽ là lúc khởi đầu cái live stream này, hai anh cũng đã nắm được một số điều mà tôi xin phép được trình bày. Thứ nhất là vấn đề truyền thông của thế giới. Thế nào là truyền thông của thế giới? Ai định hình thế nào là truyền thông của thế giới? Và điều thứ hai nó liên quan rất nhiều và có thể là nó sẽ gây sốc đối với anh Đoàn Hòa. Tôi cũng mong rằng anh Huỳnh Công Phải đứng về phía tôi, tại vì anh Đoàn Hòa mà anh bọng lên thì tôi cũng hơi phiền. Tại vì chúng ta sẽ đánh nhau, Nam Bắc chúng ta sẽ đánh nhau, miền Tây tôi sẽ bảo vệ miền Tây, và chắc chắn là anh Đoàn Hòa sẽ bảo vệ Hà Nội của anh Đoàn Hòa, bảo vệ miền Bắc của anh Đoàn Hòa. Vâng, chúng ta đánh nhau. Thưa anh Đoàn Hòa, anh nhìn như thế nào về vấn đề truyền thông của thế giới? Thưa anh, truyền thông của thế giới là ai và họ đã tác động gì vào trong cuộc chiến tranh Việt Nam của chúng ta trong giai đoạn vừa qua? Xin được hỏi anh Đoàn Hòa trước. Nếu nói về giai đoạn từ năm 1973 đến năm 1975, mình chỉ nói cái giai đoạn đó thôi. Dạ. Thì cái truyền thông ở ngoài Bắc ấy, dạ, nó được sự hỗ trợ rất là mạnh của phe xã chủ nghĩa và được sự hỗ trợ cực kỳ mạnh của những cái đảng cánh tả ở cái nước Đông Âu và ngay ở trong lòng đất Mỹ. Còn cái truyền thông của Việt Nam Cộng Hòa cái thời đó thì mình hoàn toàn không biết đâu nhé, bởi vì ngoài Bắc là cấm, mà có nghe là chỉ có nghe trộm thôi. Thì cái những thông tin về chính thể Việt Nam Cộng Hòa ở trên thế giới là rất là hạn chế. Mà hạn chế lý do tại sao? Cái thứ nhất là mình cứ nói thẳng nhé, mà đã bảo quánh nhau là quánh nhau luôn đó. Tức là cái truyền thông Việt Nam Cộng Hòa cái thời kỳ đó là quá yếu, chưa biết cách tuyên truyền cho cái chính thể của mình. Và một cái áp lực nữa gọi là của Mỹ. Mỹ không quan tâm đến Việt Nam Cộng Hòa nữa, cho nên Mỹ hoàn toàn lờ đi cái chuyện quảng cáo cho Việt Nam Cộng Hòa. Mà Mỹ thiên về Trung Quốc, bỏ qua Việt Nam Cộng Hòa, cho nên là những cái tiếng nói của Việt Nam Cộng Hòa ở trên thế giới là hoàn toàn, nếu có gọi không có thì cũng không đúng lắm, nhưng mà cực kỳ yếu ớt. Trong cái đó cái tiếng nói của miền Bắc nói như Thành nói, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trong nháy nháy đó thì cực kỳ mạnh, phe xã hội chủ nghĩa ủng hộ, Tây Âu cũng ủng hộ. Mà thật ra bây giờ mình nghĩ lại là Tây Âu ủng hộ hồi là cực kỳ buồn cười, bởi vì quân đội Mỹ đã rút khỏi miền Nam Việt Nam đầu năm 1973 thì làm chó gì có mà đuổi đế quốc Mỹ xâm lược nữa. Lính Mỹ đã rút rồi, chỉ còn lính của Việt Nam Cộng Hòa. Thế mà ở bên Tây Âu, bên Mỹ cũng hô hào, cũng phản chiến các thứ. Đó là cái tiếng nói, và người ta cảm thấy là cái cuộc xâm lược miền Nam của chính phủ Hà Nội nó là chính nghĩa. Mà người ta vẫn cho rằng là Việt Nam Cộng Hòa là tay sai của Mỹ, và là Việt Nam Cộng Hòa không phải là một cái chính thể được phép tồn tại. Cho nên là dân phe xã hội chủ nghĩa nó viện trợ
hết sức, mình nói thẳng là Việt Nghĩa hết sức bởi thời kỳ đó mình là lính mà, mặc dù là con đang học ở đại học những thời đấy, nhưng mà có những thông tin mình biết vũ khí ở phe xã chủ nghĩa nó đưa vào cực kỳ nhiều, nhưng mà miền Bắc cứ nói là viện trợ, nhưng thật ra sau này mình hiểu đâu phải là viện trợ mà là mua, mà chính cái 16 tấn vàng mà Hà Nội lấy của miền Nam, lấy của chính thể Việt Nam Cộng Hòa, đưa qua Nga ngay từ những cuối năm 1975, đầu năm 1976 là coi một phần trả nợ, chỉ là một phần được những cái khí tài trang bị quân sự đó. Cho nên là cái thời kỳ đó từ năm 73 đến năm 1975 là cái tiếng nói của Việt Nam Cộng Hòa ở trên thế giới là cực kỳ yếu, bị lép vế. Cho nên là người dân miền Bắc hiểu nhầm, thế giới hiểu nhầm, mà quan trọng nhất là những người dân ở các nước khác hiểu nhầm cái cuộc chiến này. Cho nên là Việt Nam Cộng Hòa thời kỳ đó hoàn toàn bị cô lập. Thưa anh Huỳnh Công Phải, anh có cảm thấy rằng bị nhột hay không? Tôi thấy nhột. Ông nói là Việt Nam Cộng Hòa của mình không biết làm truyền thông. Để truyền thông là... cũng nhột chứ. Bữa nay đánh anh Hòa nha. Thôi với anh về phe anh Hòa. Không, ông có nói thì mình phải quánh. Quánh chân lực. Vâng, quả thực là... cả một cái chính thể Việt Nam Cộng Hòa to đùng như vậy là ngoại ngữ là giỏi hơn phía Bắc rất là nhiều, mà ông Hòa ông nói là truyền thông của mình tác động ra bên ngoài không có bao nhiêu cả. Thưa anh Huỳnh Công Phải, cho tới giờ này anh, bởi vì anh là người giao thời, anh không phải là ông lính của Việt Nam Cộng Hòa, mà anh là người giao thời. Năm 1975 anh 14, 15 tuổi giống như tôi. Và vì thế chúng ta là những người được nhìn hai cái thiên đường, tức là thiên đường địa ngục hai bên, người ta không có thể phân biệt được. Nhưng những người như tôi và anh có thể phân biệt được, bởi vì chúng ta đã từng sống ở những nơi gọi là mé mé cái cửa của thiên đàng hoặc cửa của địa ngục. Cho nên ít hay nhiều, tôi nghĩ là mình có thể mình nhìn ra được, để cho cái lớp đàn em ngày hôm nay họ có được một cái nhìn nó chính xác hơn về một cái giai đoạn hết sức phức tạp của Việt Nam, là giai đoạn năm 1960-1975. Xin được hỏi anh cụ thể là anh có nhìn thấy cho tới ngày hôm nay, sau khi đi ra bên ngoài và với những cái thời gian anh lớn lên trong ở ngay tại Sài Gòn, thì anh có thấy rằng như là ông Đoàn Hòa ông nói rằng Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta là bỏ bê cái chuyện truyền thông ra thế giới, cái chuyện tuyên truyền ra thế không giới. Không là bỏ bê, mà mình nói là bị cô độc. Dạ. Ok, anh Hòa đang bảo chữa đó, tại sao bị đánh? Hồi nãy ông nói rõ là... Thưa anh Hòa với anh Thành, trong cái thời gian mà tới năm 1975, cũng như anh nói, lúc đó mình khoảng có 14 tuổi thôi, thì từ khi mất học tiểu học, mình đi lên tới trung học, rồi trải qua những cái thời gian từ năm 72 tới năm 75, mà lúc Sài Gòn bị thất thủ, thì mình có một cái nhận xét như thế này là cái vấn đề thông tin của Việt Nam của mình nó cũng rất là chính xác, rõ ràng chứ không phải là không có. Nhưng mà bên phía miền Nam mình phải nhìn nhận rằng ở Việt Nam của mình, ở miền Nam Việt Nam đó, nó thua ở bên ngoài Bắc. Cái vấn đề là vấn đề tuyên truyền, nghĩa là vấn đề tuyên truyền ở miền Nam mình nó không có mạnh bằng miền Bắc. Cái lý do tại sao? Tại vì ở phía miền Nam mình đó, nó có một cái bản chất là đạo đức mà nói lên sự thật, không có nói ngược lại những cái chuyện gì mà nó không có được. Đó là một cái thất bại rất lớn trong cái chiến tranh của Việt Nam. Một bên đó là nó khăng khăng và là nó làm đủ một cách để mà nó miệt dân, bịt mắt người dân. Trong khi đó ở miền Nam thì những cái chuyện nó không thể nào xảy ra được, tại vì thứ nhất có truyền thông của thế giới nó cũng đi tới một cách, nó gọi là biết là một cách rất nhiều, nhất là những người ở Việt Nam thời gian đó họ cũng có thể đọc được những tờ báo từ ở bên ngoại quốc trở về, nên những cái thông tin ở Việt Nam mà nếu mà nói ngược lại với những gì đang xảy ra tại Sài Gòn hoặc xảy ra trong cái cuộc chiến Việt Nam, mà nếu mà họ so sánh với những cái tờ báo mà đi từ bên Mỹ qua hoặc bên Pháp qua đó, thì họ sẽ thấy một sự khác biệt. Thì đó là một cái câu hỏi rất lớn, là tất cả những nhà báo Việt Nam mình nó không thể nói là họ nói được một cách hoàn toàn trung thực 100%.
nhưng mà họ không dám méo mó sự thật 100% như những tờ báo ở miền Bắc. Cái đó là sự khác biệt về vấn đề truyền thông giữa miền Nam và miền Bắc. Như là ở miền Nam chúng ta có một cái phần là đức và có cái phần tự do hơn. Hẳn nhiên ở miền Nam Việt Nam chúng ta có phần tự do về vấn đề tư tưởng, về vấn đề ngôn luận và nhiều mặt khác nữa chứ không phải chỉ có đó. Nên chính vì lý do đó mà tại sao miền Nam Việt Nam chúng ta có nhiều cái phong trào gọi là phản chiến, gọi là phản chiến, là chống lại chiến tranh, và những cái phong trào của những học sinh họ đi lại họ chống thì vấn đề bắt dịch, mà họ không bị một cái, mình nói là không bị một cái áp lực gì một quá nhiều ở phía bên của phía về Việt Nam Cộng Hòa. Cũng như cái thời gian mà nói là những cái thời gian mà những phụ huynh sau Công giáo hoặc Công giáo Việt Nam mà đứng lên ra đường để mà đưa những cái cuộc biểu tình mà để đưa ra cái lệnh sụp đổ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa để những cái để nhất đó, thì mình thấy rõ nếu mà Việt Nam Cộng Hòa mình có một cái tính chất gì mang gọi là tàn sát thì không thể nào mà cái giáo hội Phật giáo Việt Nam có thể cộng lại được. Vậy chính vì những cái do đó mà tại sao nước Việt Nam chúng ta phải thất thủ, tại vì đất nước Việt Nam của chúng ta nó có một cái đạo đức, có một cái vấn đề nhân bản, cái vấn đề dân trí trong đó, nên muốn mỹ dân cũng không phải là một cái chuyện giảm. Cái đó là một cái nhận xét của mình trong cái thời gian mà mình còn nhỏ. Và khi mà mình thấy vấn đề mà truyền thông ở bên ngoài quốc thì cũng như anh biết là một khi mà trong ngoài quốc cái trường hướng mà đấu tranh mà nếu mà có lợi cho nó đó thì nó sẽ thông tin một cách gọi là méo mó sự thật rất nhiều, chứ không phải là họ chỉ nói một cách trung thực. Bởi vì ngày hôm nay khi chúng ta ngồi hôm nay nói chuyện lại với nhau đó, thì chúng ta sẽ đứng hãy so sánh những cái vấn đề truyền thông của thế giới và những truyền thông trước năm 75 và truyền thông của thế giới từ năm 75 cho tới ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ thấy được rằng tuy là một xứ, mình nói là nước xứ bên Pháp mình đang ở ngày hôm nay, thì cái vấn đề truyền thông của họ về cũng dịch corona hiện tại cũng nhận biết là anh nghe tất cả các anh chị em theo dõi biết là có rất nhiều câu hỏi, nhưng mà tại sao không một những xứ cũng như xứ Pháp họ vẫn chưa mạnh mẽ dám nó lên. Cái đó là một vấn đề truyền thông mà chúng ta phải rất cẩn thận trong vấn đề truyền thông này, tại vì nếu chúng ta chỉ nghe một vấn đề truyền thông của phim bên ngoài quốc ra đó mà đứng và mình không có những nhận xét rõ ràng đó thì chúng ta sẽ bị sai lệch đi vào những cái vấn đề rất quan trọng mà chúng ta phải cần hiểu biết. Dạ, dạ, xin mời anh Thành anh Hoàng. Dạ. Rất cảm ơn anh Hòa, anh đã quả thực là anh đã nói hết sức là thẳng thắn. Sau khi mà anh có được rất nhiều những cái cơ hội để tiếp cận với các phong trào đấu tranh của quốc tế, cũng như là về vấn đề truyền thông, và anh nhìn lại một cái giai đoạn từ những năm 1970 của bên phía bên này cũng như của bên phía bên kia, và anh thú thực là anh đã nói hết sức trung thực. Người có thể nói là bộ thông tin và chiêu hồi của Việt Nam Cộng Hòa đó đã có một cái lỗi đó là đã bỏ một cái khoảng trống rất lớn về tuyên truyền, về truyền thông đi ra bên ngoài. Chính vì thế đó mà... anh mới nói thế là có một anh ngồi đây là anh hơi hơi nhột đấy nhá. Dạ vâng thưa anh. Vâng thưa các anh chị em quan sát trên màn hình, nếu các anh chị có phản biện, có điều gì cần phải phản đối đó, thì các anh chị em có mong lên trên đó. Hôm nay chúng tôi ba người có thể chia nhau để theo dõi những cái cỏ mong để chúng ta trao đổi với nhau. Mình chỉ nói ví dụ như này thôi. Dạ. Cái thời kỳ đó có một nữ diễn viên của Mỹ, Jane Fonda, và một ca sĩ John Mayer của Mỹ qua Hà Nội. Thì cái hệ thống tuyên truyền của Hà Nội nó tuyên truyền cách cực kỳ, mà hai cái cô này là cũng ủng hộ cái chế độ miền Bắc để mà sau này phải hối hận. Thế nhưng mà chúng ta quyền cộng sản Hà Nội nó tranh thủ cái cơ hội đó, nó làm rùm beng lên, và cái nhất là cô Jane Fonda, cô về Mỹ, cô quảng cáo cho cái gọi là chính nghĩa trong nháy nháy của miền Bắc. Nhưng mà sau này mình ra nước ngoài, mình cố gắng tìm hiểu, thì cái thời kỳ đó là các ca sĩ và các nghệ sĩ ở Mỹ qua sang miền Nam nhiều lắm chứ, qua Sài Gòn rất nhiều. Nhưng mà mình gần như không thấy có một cái bài nào nói về cái chính nghĩa Việt Nam của họ. Dạ vâng.
đã nói gì với cô gì đó, cô Jean Phan Đăng trên phong đa đó, thì hẳn nhiên cái thời gian đó là bên cái vấn đề mà cô đi qua bên Mỹ và theo cái phong trào để mà trong chiến tranh ở bên Mỹ, bên Mỹ để mà đứng lên để mà chống lại cái phong trào đấu tranh, cái sự dính líu của Mỹ vào trong chiến tranh của Việt Nam, thì hẳn nhiên sau này ngay cả những lúc sau này cô ta cũng còn cái, tuy ra cô ta cũng không có hẳn là nhận lỗi những cái gì cô nói, tại vì cô ta cũng còn giữ những cái lập trường của cô ta lắm nha. Cũng rất có nhiều người Mỹ gọi là không thích cô Jane Fonda về cái điểm này, tại vì cô nói là cô Jane Fonda cũng như là một cái người gọi là phản bội, nhìn với những người lính Mỹ đã chết hoặc là đã bị thương hoặc là hy sinh trong cái chiến công cuộc của chiến tranh tại Việt Nam đó, gần như là đối với cô là một người kẻ thù của ta. Bởi vì mà nói cô Jane Fonda là một cái công cụ gọi là truyền gọi là tuyên truyền rất là mạnh trong cái thời gian đó. Tất nhiên Việt Nam của chúng ta là một cái, cũng như mình lặp lại, là một cái đất nước gọi là chịu ảnh hưởng rất nhiều về cái vấn đề cái sự giúp đỡ bên ngoài từ bên Mỹ trong cái thời gian đó, về vấn đề truyền thông của mình, truyền thông thì mình có, nhưng mà vấn đề tuyên truyền cũng như anh Thành mới vừa nói là mình rất yếu về vấn đề tuyên truyền để mà đi vào cho cái lòng dân biết được cái sự nguy hiểm của cái người cộng sản Việt Nam như thế nào. Ngay cả chính bản thân mình cũng đã biết có những người thân của mình đi ở Việt Nam mà lúc nào cũng có một cái là ao ước gọi là có quân đội miền Bắc đứng đi vào để mà giải phóng, tại vì họ nghe những cái tin tức mà ở trên đài radio vào những ban đêm đó, họ nghe thì nghe ở bên ngoài Bắc thì thôi, kể như là giàu có này kia, gọi là rồi kể lại những cái chuyện mà gọi là Mỹ này kia, họ tin ra một cách rất là vô ích. Nhưng mà bên miền Bắc đó mình nói là họ tuyên truyền rất hay, tại vì cái bản chất của họ là cái bản chất dơ bẩn, bản chất của họ là một cái bản chất bị dân, bản chất của họ là một cái bản chất ngã mang, nên họ làm tất cả những cái chuyện gì để mà cho người dân tin. Khi mà người dân tin rồi, mà còn một khi mà chúng ta mà đụng chạm vào với thực tế thì chúng ta mới thấy rõ được cái mặt thật của Đảng Cộng sản, đó là một cái loại quỷ đỏ. Vâng, tôi nghĩ rằng đó là bản chất của những người bị ảnh hưởng quá nặng, tức là tôi gọi là bản chất cộng sản, chứ còn anh nói rằng bản chất của người miền Bắc tôi cũng không chịu, tại vì tôi người miền Bắc. Vâng, anh Bắc Văn Tư. Mình chỉ nói một cái ví dụ như này nhé. Cái thời mà cái đợt mậu thân 1968 đó, thì cái ông phóng viên người Mỹ ông chụp cái ảnh ông đô trưởng Sài Gòn bắn bảy lốt ngay trên phố ông Loan, nhưng mà cái sở ông là ông không đi tìm nguyên nhân tại sao cái thằng bảy lốt bị bắn, mà ông chỉ tung một cái ảnh, đâm ra cái ảnh gây ra một cái sự phẫn nộ, mình nói là ở trên toàn thế giới, mà chủ yếu là ở cái nước phương Tây. Sau này thì ông có ân hận là ông chụp cái hình đó, ông không tìm cái lý do là tại sao cái thằng bảy lốt bị bắn, bởi trước đó là nó đã sát hại cả một cái gia đình ông trung tá của bên Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên là cộng sản nó tranh thủ ngay ngay cái hình ấy, chỉ cần cái hình ấy thôi, gọi là một nửa cái bánh mì vẫn là cái bánh mì, nhưng một nửa sự thật không phải là sự thật, nhưng mà nó chỉ cần cái đoạn sau thôi, cái đoạn trước nó bỏ đi, cố tình nó bỏ đi, thì đâm ra là cái hành động mà cái thằng bảy lốt bị bắn đó trở thành là một hành động là dã man tàn ác, nhưng mà người dân hoàn toàn không biết là những cái gì xảy ra trước đó. Xin cảm ơn, em cũng cảm ơn anh Đồng và cũng mới về cái chuyện đó, tại vì ngay cái lúc đó là ông Tướng Ngon đó là ông nói là ông cũng có đủ khả năng gọi là lấy lại cái máy chụp hình của ông phóng cái điều đó mà mình không nhớ tên ông, nhưng mà ông được những cái giải thưởng rất lớn sau này về tấm hình đó, thì ông Loan ông nói là lúc đó ông có thể lấy cái máy chụp hình vào, có thể tịch thu, có thể xóa bỏ những hình ảnh đó, nhưng mà ông làm cái đó là bản lãnh của một vị tướng, họ làm ra những gì họ không có sợ cái hậu quả, tại vì họ làm những cái chuyện đó là một cái chuyện gọi là họ không có thể chấp nhận được một người mà được thảm sát dã man một gia đình, được cũng rất là lớn. Cũng cảm ơn ngoài cái chuyện đó, tại vì những cái livestream của chúng ta là ngày hôm nay cái đem tới những cái sự thật mà họ nói tới giờ, những người dân ở miền Bắc, một dân người trong Nam mà họ còn mê theo cái cộng đó, mà họ không thấy được cái nhìn nhỏ cái sự thật, vì chính những cái livestream thì chúng ta mới đem lại những cái sự thật nó lên. Hẳn nhiên khi mà chúng ta nói thì nó không rõ bằng như anh Đào Hoa. Khi anh Đào Hoa nói lên thì anh là một người lính, là một sĩ quan của người Bắc, anh đã thấy rõ cái sự thật. Em cũng xin cảm ơn anh Đào Hoa về cái điểm này nha.
Xin được hỏi anh Đoàn Hòa, nếu như trường hợp anh Đoàn Hòa đứng trong cái vai trò, tức là đặt trong anh Đoàn Hòa trong cái bối cảnh của ông tướng Nguyễn Ngọc Loan, tức là ông thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan, cảnh sát quốc gia của Việt Nam Cộng Hòa lúc bấy giờ, đối diện với ông Bảy Lốp. Ông Bảy Lốp là người vừa mới giết sạch một gia đình là cũng là cảnh sát, cũng là cảnh sát tại Sài Gòn, tức là những người dưới quyền, gọi là đàn em, chúng ta nó gọi cái chữ giang hồ cho nó dễ dàng, đàn em của ông Nguyễn Ngọc Loan vừa bị phơ tất cả gia đình. Thì nếu đặt trường hợp anh vào trong trường hợp ông Nguyễn Ngọc Loan như vậy, bắt được nhân viên của anh, bắt được ông Bảy Lốp và đứng trước ông Bảy Lốp, anh móc súng ra, anh biết rõ bên cạnh ông Bảy Lốp có một người đang là phóng viên của Thế Giới để chụp hình, xin được hỏi anh có bắn ông Bảy Lốp hay không? Nếu mà Thành có đọc những status của mình thì có một lần mình đã viết, khi mà nhìn thấy cái cảnh cái bọn an ninh mà nó đàn áp dã man, nó đánh dã man người dân Việt, người dân này, mà mình là người thân của họ thì có gì trong tay mình sẽ khử bọn nó, có súng mình bắn, có dao mình đâm. Tức là cái chuyện ông phóng viên đó có thể là như này, nhưng bởi vì lúc mà ông Loan bắn Bảy Lốp đó, nếu mà tất nhiên, nhưng mà lúc đó là cái sự việc nó diễn ra rất nhanh, không ai người ta nghĩ chuyện. Nếu mà nói được với ông phóng viên kia, tại sao ông Loan bắn thằng Bảy Lốp đó, thì phóng viên nó sẽ không đưa cái điểm đó lên. Nhưng mà cả chiến tranh không có thời gian, bắn là bắn. Mà nếu mà mình lỡ trong vị trí ông Loan mình cũng bắn. Anh có nghĩ rằng chính cái tấm hình của ông tướng Nguyễn Ngọc Loan khi bắn Bảy Lốp như vậy, nó đã góp vào khoảng 30% để đưa đến sự thất bại, để đưa đến cái chuyện là truyền thông của Thế Giới dẫn dắt sức mạnh của Hoa Kỳ đã rút khỏi cái sự hỗ trợ cho Việt Nam hay không? Tức là cái cú bắn của ông Nguyễn Ngọc Loan đã đóng góp vào 30% cho cái sự sụp đổ của chế độ Cộng sản, cho cái chế độ của Việt Nam Cộng Hòa. Anh có nghĩ như vậy hay không? 30% thì mình không dám ước lượng. Nhưng mình có thể khẳng định rằng là cái tấm hình đó sau khi được tung ra trên thế giới thì nó gây sự phẫn nộ rất lớn, mà chủ yếu là đối với người dân ở các nước phương Tây và ở Mỹ. Và cái tấm hình đó cũng gây ảnh hưởng tác động cho người dân ở Mỹ, tạo ra những cái cuộc phản chiến, cuộc meeting yêu cầu trả con em của họ, yêu cầu là chính phủ Mỹ phải kéo quân về nước. Cái ảnh hưởng rất nhiều. Cái mình tin, nhưng còn kiểu khoảng bao nhiêu phần trăm thì thú thật là mình không dám nói được, nhưng mà ảnh hưởng rất rất lớn. Xin được hỏi anh có nắm được cái chi tiết liên quan đến bà Ngô Đình Nhu khi đứng trước tại Hoa Kỳ, một cái buổi họp báo lớn tại Hoa Kỳ, và một số người phóng viên đã hỏi bà Ngô Đình Nhu rằng cái cảm xúc của bà Ngô Đình Nhu nghĩ gì về cái chuyện tự thiêu của một vị hòa thượng lúc bấy giờ tại Sài Gòn, thì bà Ngô Đình Nhu đã trả lời như nào, không biết anh có nhớ cái câu trả lời của bà Ngô Đình Nhu hay không? Mình thú thật là mình có nghe, có coi cái đoạn clip đó, nhưng mà mình không nhớ cụ thể nội dung lắm. Nhưng mà nói chung là bà Ngô Đình Nhu không đồng tình với cái chuyện thích quản độ. Thích quản độ đúng không nhỉ? Thích quản độ tự sát. Bởi vì đó không phải là tự sát mà là bị sát hại. Dạ vâng. Lời của bà Ngô Đình Nhu khi trả lời đối với phóng viên, bà nói ra một cái câu mà nó bị nghịch hoàn toàn cái tâm lý của xã hội đối với Việt Nam Cộng Hòa. Bà gọi những vị sư tự thiêu đó là nướng thịt, tức là đó là những cái cuộc barbecue, đó là những cái cuộc nướng thịt. Thì cái câu mà nói
về cái chuyện của một vị hòa thượng mà một vị thượng tọa, tôi nhớ không lầm, nhất thời trong đầu của tôi, tại sao tôi đầu của tôi có vấn đề này. Các anh chị em trên màn hình nhưng xin trong đây xin xin xem gửi. Lại những hình ảnh rõ ràng là vâng chị nhà Nga sư Nguyễn đó không tự thiêu. Không không không, chúng ta chưa nói đến cái chuyện đó. Xin cảm ơn chị Nga Nguyễn, tức là vị sư Thích Quảng Đức. Cái vấn đề mà chúng ta đang muốn nói đến là những người làm nhiệm vụ chính trị nhưng đã có những lời phát biểu phản hoàn toàn chính trị, hoàn toàn quyền lợi chính trị. Ông Nguyễn Ngọc Loan là một cái trường hợp như vậy. Cái hành động của ông ấy đối với một vị tướng có thể là đúng trong cái hoàn cảnh chiến tranh, nhưng cái tác động đó, ông ấy nhìn thấy rất rõ. Sau này người ta phỏng vấn, ông ta nhìn thấy rất rõ cái ông phóng viên chụp cái tấm hình đó. Và ông nói rằng ngay lúc đó ông ấy có quyền, có thẩm quyền để lấy lại cái, tức là để tuốt phim cái người phóng viên đó ra. Nhưng ông không làm. Cái đó có thể nó là một hành vi anh hùng, đó là một hành động của người anh hùng. Nhưng anh hùng cá nhân, khi đứng trước một vấn đề lớn của đất nước, thì phải đặt cái quyền lợi của đất nước lên nó ở một cái tầm cao đúng với cái giá trị của cái hành vi, cái hành động của mình làm. Ông Nguyễn Ngọc Loan, em lặp lại đối với anh, em cũng có thể sẽ hành xử giống ông Nguyễn Ngọc Loan. Nhưng không phải hành xử cái kiểu đó, bởi vì cái đó là thách thức dư luận. Và cái đó là đánh vỡ cái gọi là hậu phương, đánh vỡ cái nơi mà đang là đồng minh của chúng ta, đang hỗ trợ phương tiện chiến đấu cho Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên đối với em có gặp ông Nguyễn Ngọc Loan, nhưng em vẫn nói một cái chuyện mà những người tướng lĩnh của Việt Nam Cộng Hòa, những người tướng lĩnh của Việt Nam Cộng Hòa hầu hết đều là từ quân đội đi ra, hành xử đi vào trong chính trường cũng thế, tức là đi vào trở thành là những người nắm quyền lực về chính trị cũng thế, là hành xử rất là quân đội, hành xử hết sức là lính trạng. Và đặc biệt những vị lãnh đạo, những vị tướng lĩnh của Việt Nam Cộng Hòa nó cũng có một số những vấn đề là hầu hết là được đào tạo, là được đào tạo tại Pháp. Và cái động lực trở thành quân nhân, người gốc Việt trở thành quân nhân trong khối Liên Hiệp Pháp, nó ít hay nhiều nó cũng đã có một số những cái vấn đề. Cho nên ngày hôm nay chúng ta nhìn lại cái sự kiện cũ đó, để chúng ta thấy rằng cái ứng xử, cái hành xử của mỗi một người khi mà chúng ta phải ôm một cái trách nhiệm về chính trị của quốc gia thì chúng ta không thể nói bừa được. Ngay như trường hợp bà Trần Lệ Xuân, cái câu mà gọi là barbecue nướng thịt của liên quan đến sự kiện của thầy Thích Quảng Đức ấy, là nó kẹt cứng. Chúng ta chưa nói đến. Ngày hôm nay đây không phải là một cái live stream để chúng ta nói là cái chuyện của thầy Thích Quảng Đức là tự thiêu, là đúng hay sai, là giả hay là thật. Câu chuyện này là câu chuyện của lịch sử. Chúng ta không thể ở trên những live stream này để mà chúng ta nói là cái chuyện đó là chuyện xạo hay là chuyện đó là chuyện đúng, bởi vì nó không giải quyết được vấn đề. Chúng ta không có thẩm quyền, chúng ta không có cơ hội, chúng ta không có một cái phiên tòa một cách nghiêm chỉnh, có cơ hội một phiên tòa của quốc gia, tầm vóc một quốc gia thật sự, để đưa cái câu chuyện của thầy Thích Quảng Đức ra để phán xét, để luận, để kết luận rằng thầy Thích Quảng Đức là một nhân vật đóng góp vào được tích cực cho cái dòng lịch sử của dân tộc Việt Nam, hay là đóng góp một cái hành động tiêu cực, một cái việc làm tiêu cực. Cái chuyện này nó là phải là của một cái phiên tòa mang tính cách quốc gia, mang một cái phiên tòa hoàn toàn là nghiêm chỉnh, và nó cần phải có, bởi vì nó là vấn đề lịch sử, nó phải được trả lại sự thật trong lịch sử. Chuyện này dối hay là xạo hay là thật, nó phải được phán xét ở một phiên tòa nghiêm minh, chứ không phải là phiên tòa của những người mang tâm lý của Công giáo hay là mang tâm lý của Phật giáo. Ngày hôm nay rất cảm ơn anh Đoàn Hòa đã gợi ra một số những cái gợi ý về một số những nhân vật như là John Jane Fonda chẳng hạn. Thì rất muốn được hỏi anh Đoàn Hòa ra là mới đây có một số những cái thông tin liên quan đến ông Kim Trung Ẩn. Xin được hỏi anh Đoàn Hòa là anh nghĩ như thế nào về những người đã
chạy một số những thông tin, tức là khá là mới mẻ, chạy thông tin rằng ông Kim Trung Ổn đã, một số báo chí đã chạy rằng ông Kim Trung Ổn đã bị bệnh tim và đột tử, và có thể là 90% là đã chết. Thì một số những người Việt Nam, một số những, thậm chí là trong trường hợp bác có cả em đó, là chạy những cái bản tin rằng ông này ông ấy gần như là ông đi về ông chồng trời rồi. Thì lập tức có một số những cái thông tin khác nữa cũng của những anh chị em của mình nói là đây là những thằng tài lanh, cầm đèn chạy trước ô tô. Kim Trung Ủn có chết đâu, báo chí thế giới chưa nói, chưa xác định rằng Kim Trung Ủn chết, thì mấy cái thằng Facebook Việt Nam đã tài lanh chạy đi đằng trước rồi. Xin được hỏi anh, mới đây, tức là mấy tiếng vừa đây, 7-8 tiếng vừa đây, nó có những cái thông tin của một gọi là thánh soi của Hồng Kông. Họ đã soi ra được kể cả những cái kẽ răng, kể cả những cái dấu, những cái nốt ruồi trên bàn tay và dưới cổ tay, ở cằm, và cái độ râu của hai người nó khác hẳn nhau. Một số người không, tức là một số người không có râu đấy, thì khó có thể phân biệt được là cái chân râu của một người nào nó như thế nào, như thế nào. Nhưng những người mà có nghiên cứu về tướng pháp thì cái gọi là cái chân râu của mỗi người nó hoàn toàn nó khác nhau. Và người ta, những người Hồng Kông họ đã đưa ra được một cái nhìn là đây là hai người, tại sao có cái chuyện Kim Trung Un giả và chuyện Kim Trung Un thật. Muốn được hỏi anh đó là nên chăng là chúng ta cứ nên nghe theo những người gọi là trí thức sa lông. Những vị trí thức sa lông thì các vị đã nói rằng muốn có thông tin nghiêm chỉnh thì phải nghe báo chí của thế giới, phải nghe Washington Post, phải nghe Le Figaro hoặc là nghe New York Times. Chứ còn ba cái anh chàng vớ vẩn Facebook Việt Nam thì toàn là cái dạng là cầm đèn chạy trước ô tô. Xin được hỏi anh là anh nghĩ như thế nào về những cái điều phán xét như vậy, về những cái câu nói nó có vẻ là đau đớn cho nhau như vậy? Liệu rằng là chúng ta cứ phải không, chờ về cái truyền thông của cộng sản nó xảo quyệt lắm, úp mà không bao giờ nó chính thức cả, để mà tạo sự nghi ngờ của người dân hoặc là Kim Trung Ẩn đã chết và bây giờ Kim Trung Ẩn lại xuất hiện, đưa những thông tin như thế để cuối cùng là nó những cái tin mà đưa ra trước, dự đoán trước là tào lao tầm phào, cũng nó vẫn còn sờ này. Thì sáng nay mình và Thành đều thấy là có người người ta phân tích những cái nét khác của Ổn trước đây và của Ổn ngày hôm nay, thì rõ ràng là nhìn thấy là khác rồi. Như anh nói hai nốt ruồi và cái hàm răng, hai cái răng trước của cái hàm trước của Ổn là hai cái hàm răng nó dài, hai cái răng nó dài vậy nhưng mà nó đều. Còn của Ổn ngày hôm nay mà mới đưa ra ở trên mạng thì cái hàm răng của nó, mặc dù hai cái răng trước cũng là to nhưng mà nó lại xiên chứ nó không bằng. Cho nên là tất cả bây giờ chỉ là phán đoán, không ai có thể nói chính xác 100% Ổn đã chết hay là Ổn vẫn còn sống. Ngay những thông tin của Mỹ, tình báo Mỹ bây giờ người ta cũng chưa khẳng định là 100%, nhưng người ta nghi ngờ là Ổn bây giờ là coi như là có thể là không hoạt động, tức là kiểu là sống thực vật. Người ta mới nghi thế thôi chứ người ta chưa thể khẳng định được. Bởi giống như kiểu Trung Quốc nó đưa ra cái số lượng người bị dương tính virus corona Vũ Hán và số tử vong, thì trên thế giới người ta không tin, nhưng mà người ta không có một cái số liệu nào khác để người ta có thể so sánh được. Người ta chỉ có thể biết rằng cái con số đó là không phải là con số thực tế. Cho nên là bây giờ mình vẫn phải chờ, nhưng mà Thành cũng vậy, mình cũng vậy, hoặc người khác, ông A và B cũng vậy, có quyền nghi ngờ. Nghi ngờ là quyền của mình. Chúng ta
sẽ không có chơi quá sâu vào cái chuyện phân tích cái tấm hình của ông Kim Jong Un. Vâng, thưa anh, hồi nãy anh đi đâu mất vậy? vâng, thưa các anh chị em. anh có theo dõi từ nãy tới giờ không? Đúng đấy, anh bạn bị rất mạng đúng không? Vâng, vâng. Nó cũng cũng có nhưng mà nó vừa bị cũng có. Vâng. Không rõ lắm nhưng mà cũng có. Dạ vâng, có lẽ là chúng ta... Anh mới đang nói về cái vụ thông tin đó. Dạ, dạ vâng, dạ vâng. Vụ thông tin ngoan quá. Thì mình có thêm được nói về cái phần này. Cái vấn đề mà Kim Jong Un ổng có chết hay không đó, thì có một cái mà khi mà mình khi mà cách đây vài bữa họ đưa ra cái tờ báo mà hình Kim Jong Un đi ra rồi là cắt băng khánh thành này kia đó, yeah. Mà cái điểm mình là đập vào con mắt mình và là mình nghi ngờ nhất đó là để vì sao một thời gian mà bị một mẫu tim này kia đó, anh biết khi mà mẫu tim này kia là mình ăn uống không bao giờ được hết, rồi khi nó cái sắc mặt của mình nó sẽ bị thay đổi rất nhiều, yeah. Nhưng mà cái ông này đi ra ông vẫn còn mặc phú như là cái ông uống ngày xưa, thì cái đó là mình thấy là có điều là nghe một người mới dù mình mẫu mình tiêm ra cách đây khoảng hơn 2 tuần mà vẫn giữ một cái sắc thái gọi là mập mạp và cái gọi là nó cũng ngủ như con heo đó, thì mình nói là cái đó là một cái chuyện lạ. Rồi theo những cái thông tin mà mình thấy ngày hôm nay, thì mình thấy có sự so sánh được những tờ báo Hồng Kông mà họ có những cái máy và họ có thể thâu lại gần mình mà con mắt mình không có thể nhận nhìn được, tại vì đâu có ai khi nào tới gần được ông Kim Jong Un đâu mà mình chụp được những hình đó, nhưng mà với những cái máy thì biết qua những cái máy chụp hình của họ là rất là tinh tế và có thể cho chúng ta thấy được cái sự khác biệt. Thì cái sự dối trá giữa cái đảng cộng sản như một cái người gọi là thay thế một cái người là giống như Kim Jong Un thì chứ không có cũng nhân hoàng nhận xét là hiện thời cũng chưa có thể xác định được là ông đó có chết hay không, tại vì báo chí thế giới không có nói tới, nhưng mà cái đó là những giả thuyết mà chúng ta thấy, những cái việc mà chúng ta thấy thì chúng ta có thể nói là ông này cũng đã chết. Nếu mà chúng ta dựa vào những cái hình ảnh mà chúng ta thấy của tờ báo Hồng Kông đó, thì chúng ta nói đây là một cái hình giả chứ không phải là một hình thật. Cũng như mình cũng phải nói thật ra thế này là về vấn đề truyền thông tại bên ngoại quốc mà Việt Nam của chúng ta mà theo dõi đó, nếu mà thật sự bây giờ bên Việt Nam mà chúng ta mà theo dõi những cái mặt hàng báo chí của Pháp trong thời gian mà từ khi mà những cái công dịch mới bắt đầu xảy ra vào đầu tháng 1, tháng 2, tháng 3, ngay cả tới tháng 4, thì không có một người Việt Nam nào tin là cái công dịch này là từ của tụi Tàu Cộng nó đưa ra, hoặc sẽ không nắm được những cái tin tức là xác thực với những chuyện gì đã xảy ra từ ngày. Tại vì chính vì cái báo chí ở bên Pháp này nó đã bị một ảnh hưởng rất lớn của bên tụi Tàu Cộng, bên Bộ Ngoại giao tụi Tàu Cộng về vấn đề kinh tế, nên từ truyền hình ngay tới tôi thấy ông tổng thống Macron nguyên cái bộ nào khác chính quyền của Pháp cũng không có dám đả động tới về cái con dịch Vũ Hán mà chỉ có nói là Covid-19 thôi. Chỉ có sau này là Macron nó bắt đầu nó nói lên nó thành chỉ trích về cái chuyện đó, nó về cái chuyện của tụi chúng ta không, thì đó là những cái mình thấy rõ là giữa cái truyền thông tại quốc tế, ngay cả những truyền thông quốc tế nhiều lắm chúng ta cũng không thể nào tin cậy được 100%. Như mà chúng ta đi thử đi nó qua bên Mỹ đi thì rất tiếc là không có anh Trung Lưu ở đây, nhưng có anh Trung Lưu ở đây thì anh có thể cho chúng ta biết xác thực hơn những cái tin tức nào bên Mỹ nó đưa ra, thì hẳn như có những đài những tin tức mà của đảng Dân Chủ và bên Cộng Hòa, thì chúng ta sẽ thấy được cái đó cũng có cái sự trên lệch về cái mặt truyền thông, nghĩa là chúng ta có những cái sự thật họ nói hoặc những cái gì họ làm phỉ báng ông Trump hoặc những cái biết là bệnh tẩy dân chủ, thì đó thì trong thời gian sắp tới tổng để cử lên cái vấn đề truyền thông trên quốc tế. Chúng ta nếu chúng ta chỉ dựa vào một tờ báo của đó là cái tờ báo của New York Times hay tờ báo bên Anh hay là tờ báo Telegraph hay tờ báo The Independent hay The Guardian hay bên Pháp The Figaro hay là tờ báo gì đó, thì chúng ta sẽ không bao giờ nắm được sự thật, mà chúng ta phải theo dõi những cái tin tức tất cả những tin tức dân chúng ta cũng phải gom tụ lại là chúng ta từ đó chúng ta phải nhận xét rõ và biết đến cái sự thật. Thì thật ra cái vấn đề truyền thông rất quan trọng cho chúng ta ngày hôm nay. Chính vì vấn đề truyền thông đó mà tại sao mình nói là tại sao đất nước Việt Nam, miền Nam của chúng ta bị lọt vào tay cộng sản, vì cái vấn đề truyền thông thế giới lúc đó là họ ở bên Pháp rất là nhiệt, người bên Pháp là họ rất thiện cảm và họ chuẩn bị, nên tất cả những gì mà trong chiến tranh Việt Nam xảy ra vào trước năm 1975 đó là báo chí Pháp nó điều chuyển Mỹ và nó bình cộng và trung cộng sản rất nhiều, đó là một cái sự đặt lạc hướng của vấn đề truyền thông. Vâng, xin cảm ơn anh Phải.
có thể là tôi với anh cũng hơi là khác nhau trong cái chuyện là ở Tây phương, giới Tây phương họ thân cộng. Ồ, tôi nghĩ rằng cái khuynh hướng của Tây phương, cái giá trị nhân bản nó cao hơn cái giá trị nhân bản, cái giá trị xã hội tại Việt Nam. Cho nên cái khái niệm của họ nó bị nhìn theo cái chiều kích, tức là những người đứng trên tòa nhà thì sẽ nhìn cái sự kiện ở một cái vị trí của người đứng trên tòa nhà, nó khác với những người đứng ở dưới đường. Việt Nam, bối cảnh chiến tranh Việt Nam là những người đứng ở dưới đường, xô lấn nhau ở dưới đường, tranh giật nhau ở dưới đường và hết sức là chật hẹp, hết sức là đông đảo, hết sức là chiến tranh. Những người ở trong những tòa cao ốc không thể nào hiểu được. Cho nên đó là một cái rất là tế nhị của truyền thông Tây phương. Vốn dĩ là salon, tôi hay dùng cái chữ salon. Và những người salon là những người họ có một cái tự hào rất lớn về cái quyền, gọi đệ tứ quyền của họ. Và họ nói văng mạng hết, họ viết văng mạng hết. Ngày hôm nay chúng ta đang có một cái sự đối trọng lại, tức là cái truyền thông mạng xã hội. Truyền thông mạng xã hội, ngay như trường hợp của ông Thông đó, ông dùng mạng xã hội rất nhiều để ông cân bằng lại một cái gọi là cái quyền lực của đệ tứ quyền tại Mỹ mà hầu hết là Đảng Dân Chủ nắm. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta đang lâm vào cái tình trạng là chính chúng ta phải chủ động về truyền thông. Có thể đó là một cái tin đồn nó chưa đúng lắm, nhưng mình thấy rằng nó có được sự ích lợi tương đối nào đó cho cái quyền lợi của đất nước thì mình cứ chạy lên đã. Và đồng thời mình kêu gọi sự tìm hiểu, sự quan sát của nhiều phía, bởi vì nó là mạng xã hội mà, nó rộng trên toàn thế giới mà. Đó là mạng toàn cầu, mạng truyền thông toàn cầu. Hãy tận dụng cái sức mạnh của mạng truyền thông toàn cầu để nhận định nó rõ ràng ra một vấn đề. Trong cái chuyện của Kim Trung Ổn cũng vậy, một số những người tôi nghĩ là bị bệnh học, bệnh báo, tức là cứ phải là có Washington Post nói thì mới tin, có New York Times nói thì mới tin, có Tribune, tức là có những cái tờ báo lớn của thế giới nói mới tin. Trong khi Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta, cuộc chiến tranh giai đoạn 1960-1975, cái sự tai ương của đất nước Việt Nam ngày hôm nay phải chịu, nó do truyền thông của thế giới làm ra cái sự tồi tàn, sự đau đớn của đất nước Việt Nam ngày hôm nay. Ở trên trang mạng có một số các anh chị em đang tranh cãi, mà lúc đó là ngay khi mà anh Đoàn Hòa nêu lên là tôi đã ngại rồi, tức là liên quan đến thầy Thích Quảng Độ, cái chuyện tự thiêu. Thích Quảng Đức. Xin lỗi, vâng, thầy Thích Quảng Đức. Tôi mong rằng trên trang mạng nó sẽ không, trong cái live stream này sẽ không có tranh luận về cái chuyện này nữa, bởi vì khi tranh luận về cái chuyện là Đức, thầy Thích Quảng Đức đúng hay thầy Thích Quảng Đức sai, thầy Thích Quảng Đức tự thiêu là giả hay là thật đó, chúng ta không có thẩm quyền, chúng ta không đủ thẩm quyền. Chúng ta càng cãi sẽ càng đi đến một cái thái độ là thằng Cộng sản Việt Nam nó vỗ tay. Bởi vì chúng mày cứ cãi nhau đi. Công giáo, Phật giáo, chúng mày cứ cãi nhau đi, tha hồ cãi nhau, và tao đơm cơm cho chúng mày, tao đổ xăng thêm cho chúng mày cãi nhau. Không giải quyết được gì cả. Chúng ta, cái câu chuyện của thầy Thích Quảng Đức nó phải là một câu chuyện của lịch sử. Và đã nghĩ rằng nó phải là một câu chuyện của lịch sử thì nó phải có một cái phiên tòa nghiêm chỉnh để giải quyết cái nhu cầu đó. Và chúng ta không phải là phiên tòa, nhất nữa là trong cái bối cảnh là những cái live stream như thế này, xin mong các anh chị em xin không có gọi là tranh luận đến cái mức độ mà tôi đang cảm thấy là nó căng thẳng, để mà thiếu điều không nhìn mặt nhau nữa. Tôi xin lặp lại một lần nữa, yêu cầu các ông các bà chấm dứt cái chuyện tranh cãi liên quan đến thầy Thích Quảng Đức. Và nếu các anh chị em vẫn cứ tiếp tục cái mạch tranh cãi như vậy, tôi xin phép là tôi đóng cái sự trao đổi của các anh chị em lại, và tôi sẽ lock kê các account của anh chị. Hồi nãy hai đang cái đề tài trước bằng đất cho dân đồng ạ. Vâng, nó liên quan đến một cái câu tuyên bố của bà Ngô Đình Nhu. Gợi ý ra đấy nhá, dạ. Mình mới nói chứ không có là mình không nói ông Thích Quảng 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 Đức làm gì đâu. Em đã sợ sợ, em không muốn đề cập đến chính tên của thầy Thích Quảng Độ. Vâng, bởi vì nó là một cái vấn đề nó nhức nhối quá. Vấn đề này 40 năm rồi đánh nhau.
Công giáo, Phật giáo đánh nhau thê thảm trong cái chuyện thầy Thích Quang Độ. Thì Hằng cũng Không như giải là quyết được Hằng cái nói đấy. thì cái vấn đề mà năm thứ ba và giữa Phật giáo năm 1963 với cái Tự Thiêu đó, thì nó đây là cái sự chia rẽ của dân tộc Việt Nam chúng ta như là Công giáo và Phật giáo, và cái người lợi lợi nhất trong cái vấn đề đó là Đảng Đảng Cộng sản Việt Nam của Việt Cộng. Và lại chúng ta vào những cái vấn đề này và nó đưa ra cái sự chia rẽ ở trên trong trong quốc gia. À, Nói chính đây xác. cái chuyện gì khác mình có thể mình nói đợi sau, nhưng mà cũng như nói đây không phải bữa hôm nay mình không có nói về đề tài này nha. Tại cái đề tài nên nếu mà nói chắc Chúng cả ta ngày không đủ nó cũng thẩm không quyền, xong. không đi đến đâu cả, bởi vì làm sao chúng ta giải quyết được khi mà cái tầm của sự thật nó quá xa đối với chúng ta. Bảo rằng à, nhân chứng thì ông nhân chứng A nói theo cái cách của ông nhân chứng A, cái nhìn của một cái góc độ nào đó, thí dụ như rồi bảo rằng à, thầy Thích Quảng Độ lôi người ta lôi thầy Thích Quảng Độ xuống khỏi xe, thì những người Thế còn nước xin lỗi, vâng, thầy Thích Quảng Đức, Đức, còn Đức, vâng, bảo rằng là lôi thầy Thích Quảng Đức xuống xe, khi mà lôi xuống xe thì thầy Thích Quảng Đức là mê man, thầy Thích Quảng Đức không biết gì, tức là tiêm thuốc này hay tiêm thuốc kia. Tôi không nhìn theo cái chiều hướng đó, bởi vì có lẽ là tại cái mức độ thiền công của mỗi người mỗi khác, cái mức độ gọi là thiền định nhập định của mỗi người nó mỗi khác. Tôi không biết cái khả năng, cái năng lực của thầy Thích Quảng Đức đã có tu tập ở đến cái mức độ gọi là thiền định hay chưa, bởi vì khi mà đi vào tới cái mức độ gọi là thiền định nữa thì người ta vô cảm, người ta không có một cái cảm giác gì cả, anh lay người ta, anh đẩy người ta thì người ta không có cảm giác. Cho nên tôi nghĩ rằng cái câu chuyện này chúng ta, đây không phải là lúc để chúng ta trao đổi, để chúng ta tranh cãi trên này. Vâng, thì qua cái chuyện truyền thông rất muốn để chia sẻ với nhau rằng là chúng ta đang hết sức cần nhìn ra cái giá trị truyền thông toàn cầu của cái mạng truyền thông của chúng ta. Tin tức chúng ta nhận được, chúng ta nên đưa ra để trao đổi. Và xin cùng với một cái thái độ là cùng tìm hiểu, cùng tận dụng cái sức mạnh của mạng xã hội toàn cầu để nhìn ra những giá trị đích thực của mỗi bản tin. Cái trường hợp của Kim Trung Ổn cũng vậy. Cho tới giờ này, gọi là nếu mà xét về tướng pháp, thì đối với tôi đó, cái gọi là nó cái tài nó cũng khác. Con người ta có thể sửa được nhiều thứ, nhưng mà cái tài thì khó sửa vô cùng, cực kỳ nó khó sửa. Hồ Chí Minh, tức là Hồ Tập Chương, người tức là người Trung Quốc tìm đủ mọi cách để sửa sửa hầu hết khuôn mặt, nhưng mà cái tai thì không sửa được. Thì cái tai của hai cái người gọi là Kim Trung Ổn nó khác hẳn nhau. Tôi chưa nói đến cái chuyện nốt ruồi, bởi vì chuyện nốt ruồi người ta có thể làm được, người ta có thể chấm được, người ta có thể phá được, nhưng cái tai thì hỏng bét, cái tai thì không cách gì có thể chuyển được được cái tai và bị cái mất tiếng em đó. alo alo mất tiếng này. Anh còn nghe không anh? Ủa, lạ vậy. Có, nó nghe bình thường. Vậy là anh bên vậy là bên anh phải coi lại bên anh. Mình vẫn nghe bình thường. Tôi sẽ cúp đi, tôi gọi lại. Vâng, xin các anh chị em thông cảm nhé, chúng tôi là hoàn toàn là dùng alo 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 Alo, alo. Anh có nghe được không? Anh tắt hẳn bên anh đi. Cúp đi, kêu lại, cúp đi, kêu lại, cúp Vâng, anh cúp hẳn bên anh đi. Xin lỗi các anh chị em đang quan sát nhé. Chúng tôi dùng thủ công. Tôi không có dùng các cái live team, nó thì nó rất là đẹp đấy, nó rất là tiện đấy, nhưng mà nó không có an toàn đâu thưa các anh chị em. Đặc biệt là cái rất nhiều người đang dùng cái Zoom, thì một số những anh em chuyên gia chuyên viên xác định với chúng tôi là Zoom là không có an toàn. Ok, nghe được không anh? Nghe được rồi, nghe được rồi. Nghe Được. tự nhiên nó bị mất tiếng. Vâng, tại cái máy của anh tân tiến quá. Vâng, tôi nghĩ rằng chúng ta
đi đến cái kết thúc của cái phần gọi là phần phần truyền thông. Bởi vì qua cái chuyện lại trở lại cái chuyện của Kim Trung Ổn, nó tạo cho chúng ta cần có một cái nhìn mang tính cách trách nhiệm chung và phải sử dụng cái khả năng, cái năng lực của cái truyền thông xã hội, giống như trường hợp ông Donald Trump ứng dụng ấy. Nếu mà không có những cái trang Twitter của ông Donald Trump ấy, thì tôi nghĩ là ông Donald Trump tiêu rồi. Ông Donald Trump mà bị đánh cái kiểu này thì chết cha ông Donald Trump rồi. Và chúng ta cũng vậy, hãy dùng cái mạng truyền thông làm thành cái phương tiện trách nhiệm của mỗi người để chúng ta tận dụng cái năng lực toàn cầu của mạng xã hội để tìm ra chân tướng của các sự việc. Vâng, thưa anh Đoàn Hòa, thưa anh Huỳnh Công Phạm, chúng ta bước qua cái đề tài thứ hai liên quan đến miền Tây yên tĩnh của chúng ta. Thưa anh Huỳnh Công Phạm, anh trước khi rời khỏi Việt Nam, anh có hay đi về miền Tây của Việt Nam không thưa anh? Trước khi rời Việt Nam đó là mình có được đi xuống với hai tỉnh là Vĩnh Long với Cần Thơ. Đó là hai tỉnh mình có đi xuống dưới nhà. Cũng có thời gian cũng ở mấy ngày ở dưới mấy ngày ở dưới Cần Thơ đó thì cũng có biết đi đến bên Kiều này kia đó, cũng thấy cái sự sức khỏe của nó kia kia. Cái đó là những tỉnh mình có đi về miền Tây. Nhưng mà hẳn nhiên là lúc anh biết đó, trong cái thời gian mà từ năm 75 cho tới năm mình rời Việt Nam là năm 79 đó, yeah, thì cái sự di chuyển từ cái Sài Gòn và đi xuống quê nó rất là khó khăn. Yeah. Không phải là đơn giản như là nhất là đi về đó là tiền bị xét trong lúc tà la. Coi là mình có đem gà, đem dịch vật, đem gạo gì từ miền quê trở về Sài Gòn hay không. Nên mình để ý mình lên lúc đó là mình nói thật là lúc đó mình đi đắp bóng chuyên đó, nên đi những chiếc xe đó thì tụi này không có bị xét. Nhưng mà những cái người mình thấy tội nghiệp, những cái người dân ở miền quê mà họ đi lên họ mang gà, họ mang cơm, gọi là mang gạo cho những cái người dân bà con Sài Gòn, họ đi bắt là bị tịch thu trên này. Tại cái thời gian đó di chuyển lương thực rất là khó khăn, nên mình cũng nói là trong cái thời gian đó gạo mà đem từ miền Nam ở dưới tỉnh đi lên Sài Gòn nó là cực kỳ khó khăn, những bị lấy mà chúng ta phải đút lót để mới đem được vài cái gạo lên, chứ thật ra không phải là bị tịch thu hết. Thì cái đó mình thấy rõ là trong cái thời miền Nam lúc đó nó vẫn cũng có cái kho gạo rất là nhiều, nhưng mà chúng ta bị lâm vào cái tình trạng là thiếu gạo thiếu ăn. Tại vì từ năm 1975 trở lên đó là tuổi cộng sản Việt Nam nó đã đem tất cả những cái gạo nó đem về, nhưng mà di chuyển với tất cả những cái thực phẩm mà cần thiết là đi về miền Bắc, một là đi trả nợ và nó đem về miền Bắc. Cái đó là những cái chuyện nó thật sự nó đã xảy ra. Nhưng mà đối với mình thì ở Việt Nam của mình cũng có rất nhiều kỷ niệm nha. Dạ vâng, tôi muốn hỏi anh để tìm đâu đó những cái hình ảnh hết sức đẹp của Cần Thơ, của Vĩnh Long, ai ngờ đâu anh lại đem ra cái hình ảnh của công an kinh tế. Nhưng mà thì cái vấn đề Cần Thơ thì nó cũng là đẹp, thì cũng là cái sự sinh hoạt của bà con cũng trở lại bình thường trong cái thời gian đó, nhưng mà nó cũng có rất nhiều sự khó khăn. Nhưng mà những cái thực chất mà trong cái thời gian đó, sau khi Việt Nam mà bị chiếm đó, thì mình thấy rõ là bà con của mình gọi là sống một đời sống rất là khổ, mà là kỹ năng từng ngày một mà là cũng không có thể đo yên một cách dễ dàng. Còn đó là những kỹ năng, một bên là một cái hình đẹp và những cái hình ảnh của những người bà mẹ quê chất phát, dân tình gọi là rất là chất phát dễ thương, nhưng mà một mặt đó thì mình nhìn vào mặt kinh tế đó, mình thấy là một cái sự đau thương. Tại vì mình thấy rõ ràng là tụi cộng sản Việt Nam khi mà nó đòi vào được của Việt Nam thì nó là thống trị không nhất về vấn đề chính trị, tư tưởng và văn hóa giáo dục, mà ngay cả vấn đề kinh tế gọi là nó bóp cổ bóp miệng cho dân Việt Nam chết càng nhiều càng tốt. Của đó là ý định của Đảng Cộng sản Việt Nam, và những gì đó là mình được thấy rõ, là mình là một những người dân chính thấy rõ. Tại mình ngồi trên chiếc xe đò đó mà tuần này đó, tại vì tuần này đi lên muốn chuyện đại diện cho thành phố thì không có bị bắt, còn những cái người khác đi bị bắt á, vâng, quả thực đó là một cái giai đoạn đau thương. Nhưng mà giờ chúng ta cố gắng tìm ra có cái hình ảnh nào nó đẹp, hình ảnh nào nó dễ thương đi, chứ còn nếu mà anh cứ nói như vậy là tôi lại đem cả cái khám lớn Cần Thơ ra thì hỏng bét. Tại lúc đó mình chưa biết yêu nó, chưa thấy Dạ, và lúc tại đó vì... mình chưa biết yêu nó, chưa thấy cái gì đẹp. Vâng, tại vì các anh em tù chính trị thì hết sức là nặng nề liên quan đến cái khám lớn Cần Thơ.
mà tôi sẽ không đề cập đến trong cái chuyện này, tại vì tôi đang muốn, như ban nãy tôi trình bày đó, là khơi gợi làm sao để anh có thể nói ra những cái điều đẹp đẽ của dễ thương, hiền lành, đẹp đẽ, yên bình của miền Tây. Thưa anh Đoàn Hòa, anh có quen cô nào, chị nào là gốc người Cần Thơ hay không? Cần Thơ thì không, thế nhưng mà thật ra là bác gọi là bác dâu đó, bác dâu của mình bên 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 nội, tức là bên bố đó, tức là ở Mộc Hóa đó, cho nên mình đã từng đến đây rồi. Còn Cần Thơ thì chỉ đến chơi, nhưng mà thật ra quen mình, cái khả năng quen phụ nữ của mình kém lắm, bởi vì mình ăn nói kiểu bổ củi chứ không 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 ngọt ngào, không 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 biết bán, chứ không quen. Thế thì uổng rồi, thế thì là một điều hết sức là thiệt thòi, bởi vì tất cả làm cái nào được, cái số nó đã thế rồi. Thiệt thòi quá, bởi vì Cần Thơ là các cô hết sức đẹp. Thì đã nói áo trắng nước trong, mà gọi là mặc dù là miền Tây, thật ra như này thì mình có đi qua đấy vài lần. Thì có con nghe gạo trắng nước trong, mà con gái Cần Thơ phụ nữ mình không không thích dùng từ con gái lắm nhé, bởi con gái của mình cái từ con gái nó hơi thế nào, mình thích dùng từ phụ nữ Cần Thơ thì là da rất trắng. Thì thật ra là mình cũng không không để ý lắm là đúng là các cô da có trắng hay không, nhưng mà gạo trắng nước trong và Cần Thơ đẹp thì mình phải thừa nhận điều đó. Vâng, rất nhiều những người, đây là theo số những sự quan sát của quốc tế đó, tên gọi là cái đẹp đó, thì người Cần Thơ được coi là người đẹp nhất Á Châu, và đặc biệt đó là cái phần thượng thân, tức là gọi là đôi gò bồng đảo của các phụ nữ Cần Thơ là đứng đầu thế giới, đẹp đứng đầu thế giới. Đành phải để kiếp sau vậy, kiếp này cũng muộn rồi. Xin mời anh Đoàn Hòa và anh Huỳnh Công Phải đi ra, đi qua khỏi cái thiên đường của các cái gò bồng đảo. Chúng ta trở lại cái thực tế đau thương của dân tộc của chúng ta. Thưa anh Huỳnh Công Phải, anh có thấy rằng thật sự là miền Tây là trước năm 1975 là trù phú hay không? Yên bình và trù phú hay không? Tôi không lầm là trước năm 1975 đó là miền Tây gần như là, tức là cả 100 năm là một cái vựa gạo, vựa thóc của toàn vùng Á Châu. Có phải không thưa anh Huỳnh Công Phải? Dạ, tại vì Việt Nam mình cái thời gian đó là thời gian sản xuất gạo gần như là ở bên Á Châu đó là không có ai bằng miền Nam Việt Nam mình đó. Tại miền Nam Việt Nam mình thời gian trước năm 1975, ngay cả những thời gian sau 1975, nếu mình không có đi nói tới hiện tại thì nó là một cái sự thật là thảm thương. Nhưng mà trước những thời gian đó là người ta mình nói là chúng ta ăn cái gì đó, những cái hồi chúng ta thấy xuống đất là ngày mai mình thấy mọc lên một cái quả để mà cho chúng ta thấy sử dụng được. Cái đó là nó nói lên là cái tính chất phì nhiêu của miền Nam Việt Nam của chúng ta, với những dòng sông Cửu Long, với những cái mình kêu là những chất phù sa đó mình đi từ dùng tâm của lòng mà nó mang tới để việc gặp những cái đoạn đồng ruộng để mà chúng ta để mà trồng trồng lúa, để trồng lúa và để có gạo mà ăn. Thật ra miền Nam Việt Nam chúng ta nó rất là phi nhiều trong cái thời gian trước là mình làm và có thể là sau những thời gian mình làm, nhưng mà tới ngày hôm nay thì cũng như anh chị thì em có biết đó là với những cái sự thâm ác độc của đảng cộng sản Trung Cộng ấy, nó xây ra những cái đập để mà nó ngăn chặn những con nước để đi tới vào sông Cửu Long, nên đất nước mình là miền Nam Việt Nam của chúng ta hiện nay là gần như là khô cạn, đi vào cái tình trạng là hạn hán, là có thể đi tới vấn đề gọi là đói trong cái thời gian sau. Và cái đó là một cái chuyện, một cái thảm họa sẽ lớn xảy ra tại miền Nam của chúng ta. Nhưng mà cũng như anh nói là trước năm 1975 đối với mình miền Nam Việt Nam là một cái vùng đất rất phù du và một cái vùng gạo rất lớn lớn nhất của vùng. Ở trên trang có mong có anh Thanh Tòng Nhâm có comment là gạo và trái cây và tôm cá bao la đó, tức là trước năm 75, bây giờ thì là hỡi ôi rồi, là không có, không còn nữa.
Xin được hỏi anh là anh có hiểu, anh có biết là tại sao hay không? Tại sao? Dạ, theo theo mình theo cái ý kiến riêng của mình, tại mình rời năm Việt Nam thì cũng đã khá lâu, từ năm 1979. Nhưng mà với cái sự cái tính chất ăn cướp của Đảng Cộng sản Việt Cộng đó, của tù Việt Cộng đó, thì mình biết là tất cả những cái vấn đề phi nhiêu, tất cả những cái gì mà họ có thể sản xuất được ở Việt Nam thì thứ nhất họ đem ra họ xuất cảng, hoặc là không có để cho người dân mà làm xuất cảng ra một cái giá nào đó mình không có hiểu, nhưng mà cái người dân đó thì phải bán lại để bán được một cái giá gọi là rất là bèo, hay mình nói rất là bèo, rất là rẻ để mà nuôi cái miệng sống của mình. Nhưng mà tất cả những cái đó đều bị thu bạch, một là họ đem đi và là người bắt vẫn như tất nhiên. Thì mình rất đồng ý với anh đó là tất cả những cái gì ở Việt Nam mình đã có từ năm 1975 đến là bây giờ đã không còn nữa, và mình rất là xác nhận như vậy. Mà là mình cũng nghĩ là tất cả về những cái vấn đề mà về vấn đề xây cất đường xá này kia đó, Việt Nam mình đã rất thiệt thòi, tại vì ngoài Bắc đó là họ gần như họ lấy tất cả những cái thuần túy, những cái gì mà đẹp đẽ nhất và những cái gì giàu giàu có nhất của Việt Nam mà đem đi ra ngoài Bắc hết. Cái đó là theo cái nhận xét của mình, cái đó là những gì họ đã làm từ năm 1975. Và mình theo theo ý của mình cho tới ngày hôm nay năm 2020 tháng năm sắp tới tháng năm 2020 đã là họ vẫn còn có một cái bản chất, nghĩa là miền Bắc đối với họ là một cái trung tâm điểm, một cái chỗ để mà họ họ xây cất, họ tu bổ. Còn miền Nam của mình thật ra nó thì đại trên mấy một thời gian nào chết thì chết, không chết thì thôi, nhưng mà tất cả những gì mà chúng ta thể sản xuất được nó đều làm lợi cho tôi đã có thể bất biệt đang có thể Việt Nam cả. Vâng, ở trên trang mạng có anh Dũng Đỗ có hỏi là anh Đỗ Dũng có hỏi là ông Vương Văn Thả là người ở đâu các anh nhỉ? Anh Huỳnh có phải biết không ạ? Ông Vương Văn Thả là người ở đâu ạ? Có ông phải Vương là... Thả hình như là mình nói ông mà kỳ rồi mà ở trong nhà bị bắt đó phải không? Dạ vâng. Nhà ông đến mình hình như là ở Cần Thơ. Không, ở An Giang như vậy là ông ở An Giang, Cần Thơ nhà mình cũng là nhớ tới. An Giang. Dòng An Giang ta ra 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 ta ra 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 ta ra. Anh hỏi anh phải có nhớ cái bài đó, cái bài dòng An Giang không? Dạ, dạ biết nhưng mà không dám hát. Hát sợ mày không dám coi livestream. Ta ra ta ra ra ra. Mình xin thêm có một ý kiến nhỏ nói về cái vùng miền Tây nhé. Nếu mà những ai ở miền Bắc đó, miền Nam thì thú thật là cái đời thời đó mình không biết. Thôi ở cái lứa tuổi mình miền Bắc rất mê cái cuốn truyện của ông Đoàn Giỏi viết là Đất Rừng Phương Nam. Đọc đọc mê vô cùng, mà sau khi đọc xong cái cuốn truyện Đất Rừng Phương Nam đó thì mình chỉ mong, mặc dù hồi đó còn bé, làm thế nào mà được đến đây con. Thì sau này khi mà về Việt Nam thì mình cố gắng đi vào vùng miền Tây vào lại, tức là rất thích đi những vùng miệt vườn ngoài Bắc ấy. Những cái miệt vườn vườn thời đó là ngoài Bắc không có, sau này mới bắt đầu phát triển ra thôi, nhưng mà nó không thể phong phú như ở trong Nam được nếu không có thể những cánh đồng đồng cỏ thẳng, cánh cỏ bay, và có những cái vườn chim như ở trong Nam được thì mình mê lắm. Nhưng mà nói chuyện với những ông chủ miệt vườn đó thì ông nói là cái mà bây giờ mà chú nhìn chú tưởng là miệt vườn, nó không còn là miệt vườn nữa, nó chỉ là một góc của miệt vườn thôi. Chứ trước đây những cái đợt cỏ mà nó về, chim nó về thì nó động động đầy, chứ bây giờ chim động rất ít, không nhiều, và những khu miệt vườn là nó bị thu lại rất rất nhiều. Và còn cái nữa là bởi vì làm ăn kinh tế cho nên là các ông chủ miệt vườn là ông ký hợp đồng với những công ty du lịch, dẫn các đoàn du lịch đi vào đấy. Dân du lịch thì cũng nhiều loại lắm, loại biết điều, những người biết điều thì họ chỉ đến xem, không biết điều thì vào và hái ok. Các chủ miệt vườn cho hái, như là họ bẻ cái này cho họ tàn phá, đấy cũng là một trong những cái kiểu tàn phá những miệt vườn ở khu miền Tây đó. Rồi lúc nãy Thành có nói về cái giao thông đó, thì mình đã mấy lần đi về Long An mình thấy rồi. Ở miền Nam có một cái đặc điểm,
đường xá thì rất là tồi, không thể nào bằng miền Bắc được. Mặc dù là mình về Việt Nam lần cuối cùng là cách đây 10 năm rồi, nhưng mà thời kỳ đó đường xá của miền Bắc là cũng là đã khá rồi. Cái đường xa lộ Hà Nội Lạng Sơn là Lào Cai các thứ đi về Hải Phòng là các đoạn là cũng đang làm, nhưng mà những cái đường xa lộ ở trong Nam cực kỳ ít, mà nó chỉ là cái đường đó là đường tỉnh lộ thôi. Nhưng mà có một cái đặc điểm rất là buồn cười là các cầu ở trong Nam làm rất to, trong cái đó đường giao thông thì rất là bé. Bây giờ sau 10 năm thì mình không biết, nhưng mà cái khả năng mà cầu to chẳng hạn như là cầu Cần Thơ là bởi vì là do Nhật Bản họ đầu tư vào thì họ làm hoành tráng, làm đẹp như vậy. Nhưng mà các cầu khác là làm cũng to, nhưng mà về chất lượng như nào thật là mình không biết. Nhưng còn về cái giao thông ở trong Nam thì bây giờ kém hơn giao thông ở Bắc rất nhiều, mặc dù trước năm 75 giao thông ở trong Nam đẹp hơn, hoành tráng hơn ở Bắc. Mình là nhớ ông già mình cái thời kỳ mà ngay trong năm 75 ông vào trong Nam và trong Sài Gòn, ông ca ngợi cái đường gọi là xa lộ Biên Hòa là cái đường ở ngoài ngoài Bắc hồi làm gì có từ xa lộ, làm đất thì có, chưa biết xa lộ là gì nữa. Mà cái đường đấy tức là máy bay khi khẩn cấp có thể đổ được, có thể làm sân bay giải chiến được. Mà ông bảo cái đường làm chất lượng, sau này theo như mình được biết thì cái đường mãi mãi sau này, bởi vì là cộng sản không bỏ tiền vào lo tốt sửa, nó hỏng dần. Chứ ông bảo cái thời năm 75 đường tuyệt vời. Dạ thưa các anh Thu Hoàng, nếu anh Đồng Hòa nói như vậy đó, tại vì theo cái ý mình nghĩ, nếu mình so sánh những cái sự giàu có giữa hai miền miền Bắc và miền Nam, hẳn nhiên miền Nam là một cái gọi là cái vùng đất á, gọi là nó nuôi dưỡng gần như cả đất nước Việt Nam của chúng ta. Và nếu anh nói đường xá ở ngoài Bắc đó, thì được phân bổ một cách rất là tốt, trong khi đó ở miền Nam nó là gọi là những đường xá gọi là rất là tồi. Cũng như nói là gần đây anh đi về Việt Nam 10 năm thì anh đã có những so sánh khác rồi. Ngay cả như mình cũng có những cái người quen họ đi về Việt Nam gần đây, họ nói là những cái đường xá ở miền Nam của mình đó nó rất là tồi, nghĩa là ở ngoài trước đường chúng ta có thể là thấy nó được hơn khang trang chút xíu, nhưng mà thực ra những cái đường ở phía trong nó người dân họ sống một cách rất là khó khăn. Và chúng ta cũng đã thấy những cái video trên Facebook họ đã ghi đó, nhiều có những con đường đó người dân họ phải tự động mà phải mua xi măng và họ mua nhựa, họ về họ làm lại những con đường để mà họ có đi ra vào một cách thoải mái và không bị sình và không bị lục. Nhưng mà rốt cuộc những cái hành động họ làm đó đều bị những cái thằng công an, những cái thằng phường quận đó đem tới và bắt phạt, rồi bắt dỡ lên, rồi bắt làm lại. Họ thì không bỏ tiền ra, họ làm, họ giúp đỡ những người này có một cuộc sống gọi là thoải mái và là tiện nghi hơn. Nhưng mà tất cả những gì, những cái cuộc sống của trong nước nó đều nằm ở miền Nam đó, dọn là lấy và đem ăn cướp đi hết. Và những cái gì người Việt Nam muốn làm đó, thì họ là họ đập phá. Thì mình thấy rõ đó, đây là một cái bản chất thối nát của Đảng Cộng sản. Nghĩa là, nhưng mà cái mình không hiểu là tại sao dân miền Nam của mình nó lại có thể ngồi yên mà để mà không có ai dám lên tiếng nữa không? Anh Hoàng Thành, anh có nghĩ về những cái vấn đề đó, tại sao họ không dám lên tiếng trước những cái sự bất công gọi là quá là hẳn nhiên trước con mắt như vậy? Tại sao mà dân miền Nam lại ngồi yên như vậy mà không dám lên tiếng? Mà trong khi đó mình trước năm 1975 như dân miền Nam mà có cái chuyện gì đó là đụng lên cái là nó đủ cái chuyện xảy ra hết đó. Rồi mình thấy nó cái rõ là giữa hai cái chế độ, một chế độ có nhân bản thì người dân còn dám đứng lên nói chuyện, còn một chế độ mà làm độc tài đó thì người dân gọi là nằm yên, đó là không có nghĩa là hả họng nó chờ chết hay sao. Cái đó mình không hiểu được những cái vấn đề, những cái tư tưởng của người dân ở miền Nam lúc sau này. Mời anh Hàm. Tôi nghĩ khác anh Phải nhá, tôi nghĩ khác này. Cái vấn đề mà tại sao đường xá trong Nam không tốt bằng đường xá ngoài Bắc, việc đầu tiên là dân phải gõ đầu những cái chính quyền địa phương, những chính quyền tỉnh ở các địa phương ở trong Nam là người ta đóng thuế nhiều như thế, lúa gạo miền Nam cung cấp ra ngoài Bắc, hoa quả miền Nam cung cấp ra ngoài Bắc, như vậy rất cần một cái đường giao thông đảm bảo chất lượng tốt rộng. Nhưng mà cái đường giao thông ở trong Nam kém hơn đường giao thông ở Bắc rất nhiều. Tại sao những chính quyền địa phương nó không gõ đầu lên trung ương, nó không gõ trung ương là chúng tôi cần tiền, chúng tôi cần ngân sách, nhà nước phải chi ngân sách cho chúng tôi làm đường,
xin được hỏi anh Hòa. Cái vấn đề trách nhiệm là vấn đề đầu tiên của chính quyền. Xin được hỏi anh Hòa, anh có nắm được một cái chi tiết là những người cầm quyền, tức là chính quyền địa phương tại các địa phương tại miền Nam, miền Tây đó, theo như em được biết đó, là 90%, 80% đều là người miền Bắc. Vậy thì có lẽ là câu trả lời nó nằm ở trong cái chuyện đó, là những người ở ngoài miền Bắc đi vào thì họ chỉ coi những cái địa phương đó là cái nơi để họ họ khai thác, họ hốt ổ thôi chứ. Nó cũng không phải thế đâu, bởi bọn nó có quyền thì bọn nó sẽ rất cần tiền, có quyền để mà có tiền. Và một trong những cái mà rút ruột dễ nhất chính là làm được giao thông. Ban nãy anh Hòa có đề cập là khoảng 10 năm trước anh Hòa đi về Việt Nam. Xin được hỏi anh là anh về Việt Nam anh du lịch vui vẻ không ạ? 10 năm trước. Không, tôi có phải về du lịch đâu, mà là hồi là đi theo cái đoàn làm dự án xóa đói giảm nghèo của chính phủ Séc cho Việt Nam. Dạ, chứ 10 năm. Là mình mới có điều kiện đi dọc đất nước. Vâng, em lại tưởng là anh đi du lịch 10 năm trước, mà đi du lịch thì là sung sướng lắm. Về Việt Nam đi du lịch là các bà, các cô. Mình đi là đi, bởi mình đi làm những cái dự án xóa đói giảm nghèo cho các địa phương. Mà đấy là theo chỉ tiêu của EU nhé. Yeah. Là hàng năm các thành viên của các nước EU phải trích mấy phần trăm ở trong ngân sách mình để giúp đỡ những nước gọi là chậm phát triển. Thì coi như là Séc là có giúp Việt Nam, có giúp Mông Cổ, có giúp Pakistan. Thì là coi như là mình là được đi theo cái đoàn để mà làm những cái dự án xóa đói giảm nghèo cho Việt Nam. Vâng. Thế nên mới có điều kiện đi. Vâng, cảm ơn anh Đoàn Hòa. Là cứ tưởng là anh có được một cái thời gian đi du lịch lúc đó thì quả thực là hạnh phúc. Vâng, ở trên trang mạng có anh Trần Xuân Hòa có comment trên đây là Cộng sản độc đảng toàn trị là một cái ổ tham nhũng. Từ chỗ tham nhũng sẽ buông lỏng cho thực phẩm bẩn độc hại, dân nhập hại dân nhập khắp đất nước Việt Nam. Đây là hậu quả giết người Việt Nam hàng loạt. Anh Trần Phan Văn có xác định rằng chúng nó, tức là những người cộng sản, chúng nó tàn phá từ thiên nhiên, môi trường đến cơ sở hạ tầng. Cái gì nó ăn được là nó ăn, không chừa một cái gì cả. Văn hóa thì láo xược. Hai anh có đồng ý với những sự comment này không? Những lời comment này không? Nó có đúng một phần nào thôi, bởi vì như này. Đúng là nếu mà cái bọn cầm quyền ở phía trên ấy mà nó không thả lỏng thì phía dưới sẽ không thể có những chuyện bừa bãi như vậy. Chẳng hạn như ở biên giới phía Bắc mà đưa những cái thuốc độc vào, chẳng hạn như gọi làm thuốc tăng trưởng này, hay thuốc tất cả các loại thứ thì phải qua kiểm định, phải qua hải quan. Hải quan nó nhắm mắt, nó cầm tiền, nó nhắm mắt, nó cho đi tất cả các thứ. Hay chẳng hạn như là cái thuốc để trị bệnh thôi, mà coi như là cái thằng thứ trưởng bộ y tế nó ký, tôi chỉ biết ký, tôi không biết là cái thuốc là thuốc cấm. Cho nên là nó có một cái chỉ đạo mà mình nghĩ rằng là chỉ đạo từ trên xuống dưới, để chỉ đạo như thế để bọn nó ăn được tiền. Và cái này mình cũng nghi ngờ rằng là có sự chỉ đạo từ bên Trung Quốc. Dạ vâng. Vâng, xin cảm ơn anh Đoàn Hòa. Dạ thưa anh Thành, dạ, anh Thành theo cái comment của anh Trần Xuân Hòa đó, thì anh nói thì cái đó là mình nghĩ anh này là người ở Việt Nam, anh cũng biết rất nhiều về cái cuộc sống ở Việt Nam hơn chúng mình. Dạ. Mình ở đây thì mình qua những cái vấn đề thông tin, nhưng mà mình đâu có sống Việt Nam để mình thấy rõ. Thì mình thấy rõ đây là một cái bộ mặt gọi là tham nhũng, gọi là tham lam của một đảng cộng sản từ trên xuống dưới. Dạ. Cái câu hỏi mình muốn hỏi hai anh đó là tại sao người Việt Nam của mình khi mình thấy được cái bản chất thối tha, bẩn thỉu, ăn cướp vơ vét của tụi cộng sản ở Việt Nam đó. Như vậy đó, mà tại sao người dân mình gần như không có ai lên tiếng, không có ai dám đứng lên để mà nói lên một cái sự bất công trong xã hội, một cái sự bất công trong cái đời sống của họ. Họ
họ làm gọi là chết lên chết xuống, nhưng mà hưởng thì không hưởng được bao nhiêu tiền đó, thì ăn những cái thức thức đồ hành độc rồi tiền bạc thì tụi nó dơ nhét đi hết. Như vậy cái cuộc sống mình nó có nghĩa lý gì nữa hay không dưới một cái chế độ cộng sản? Lên tiếng chết sao anh? Thì cái lên tiếng thì chết, nhưng mà bây giờ nghĩa là nó bây giờ lên tiếng cũng chết, ăn ăn uống thì cũng chết rồi. Thật ra Việt Nam mình nó chỉ có cái chữ chết thì không bao giờ thấy được cái sự sống cái này sao? Dạ vâng. Vâng thưa anh Huỳnh Công Phỏi, tôi nghĩ là nó phải đi từ cái mặt bằng chung, cái ý thức. Tại vì chúng ta phải biết, người dân Việt Nam phải biết là à chúng ta đang có cái gì, chúng ta đã có cái gì và chúng ta đang bị mất cái gì. Tại rất nhiều người đó là đồng bào của chúng ta không hiểu được, giống như là trên anh Hòa đã có mong, tức là thúc độc lương thực thịt, kể cả là thịt kể cả là cá đều là có độc hết. Và anh Hòa thì anh Hòa có một cái suy nghĩ rằng cái này nó là chủ trương từ Trung Quốc. Và một số những điều tôi hiểu đó là trước đây, tức là khoảng cách đấy 8 tháng, tôi biết là ở tại Thượng Hải nó có một cái vùng người ta chỉ có trồng khai thác rau cỏ, mà tận Thượng Hải nhé, rau cỏ và kể cả là gạo để cung ứng cho Đông Nam Á và đặc biệt là Việt Nam. Và tất cả những cái điều đó là làm cho chúng ta phải đặt vấn đề là à, lương thực của Việt Nam, nông nghiệp của Việt Nam, tức là nông sản của Việt Nam tại sao lại chạy qua Trung Quốc và lại nhập nông sản của Trung Quốc trở lại Việt Nam. Đây là một cái câu hỏi mà rất ít đồng bào của chúng ta hiểu được, rằng chúng ta xuất tương đối là thực phẩm sạch, tương đối thôi, chưa phải là hoàn toàn, nhưng khi mà chúng ta nhập về cũng là nông sản nhưng mà tất cả đều là độc cả. Cho nên điều này chúng ta cần, hồi nãy chúng ta nói đến cái chuyện truyền thông của xã hội, truyền thông của toàn cầu, không có một cái truyền thông nào của Pháp hay truyền thông nào của Mỹ nói với đồng bào Việt Nam rằng à tại Thượng Hải nó có những cái vùng canh tác như vậy để cung cấp nông sản cho Việt Nam. Mà tại sao chúng ta lại canh tác từ Thượng Hải để cung cấp cho Việt Nam? Cái gọi là cái đồng lời của tụi nó không có bao nhiêu cả. Nếu mà chỉ nhìn trên những cái nông sản, tức là phải thấy rằng cái mục tiêu lớn lao của nó hơn nhiều, nó giết dân của chúng ta. Mà người dân chúng ta không biết. Vì người dân của chúng ta không biết cho nên chúng ta phải cùng với người dân của chúng ta để làm truyền thông. Và truyền thông không phải là chúng ta chỉ có trôi nổi với những điều chúng ta bàn thảo với những người, với những thành phần ở thành phố. Mà làm sao chúng ta phải đi được đến với người dân của chúng ta, giống như chúng ta đang bàn đến cái câu chuyện ở miền Tây. Người dân của chúng ta có biết không là chính người dân phải nhận những cái sự nguy hại đến trong đời sống của mình, và chính người dân có những sự bất công là đường xá của chúng ta, những người miền Tây, những người Sài Gòn, những người miền Nam, cái tiền đóng cho ngân sách là 80% đóng cho ngân sách và ngân sách quốc gia. Những cái tỉnh ở phía Bắc hầu hết đều là sống bằng tiền ngân sách, nghĩa là sống bằng tiền thuế của miền Nam. Mà tại sao, như là anh Hòa trình bày đó, mà tại sao các cái đường xá ở phía Bắc thì lại là thênh thang mà xe cộ thì không bao nhiêu cả, trong khi tại miền Nam, tại miền Tây, người dân chen chúc nhau trên những cái con đường, gọi là con đường tỉnh lộ hẹp như vậy. Tại sao người dân không nhìn thấy được? Người dân ở miền Tây, đồng bào của chúng ta, phải chăng là đồng bào của chúng ta quá ngây thơ? Phải chăng là đồng bào của chúng ta chỉ nhìn rằng à cần cái đời sống ăn ngon mặc đẹp no ấm của đồng bào tại miền Tây thôi, còn cái chuyện chính trị là à vứt đi, không cần quan tâm, để kệ mẹ cho cái bọn Bắc Kỳ nó ôm cái chuyện chính trị. Mình sống với cái đời sống kinh tế của mình ngày hôm nay. Cái câu hỏi cần phải đặt ra với đồng bào miền Tây là đồng bào miền Tây liệu có giữ được cái gọi là quyền tư hữu đất đai. Đồng bào miền Tây giữ được đến bao giờ? Giữ được 5 năm nữa hay 10 năm nữa hay không? Hay là 20 năm nữa hay không? Hoặc là 20 năm nữa thì cũng là tay trắng, giống như là đồng bào tại miền Bắc, các cái tỉnh miền Bắc, giống như trường hợp của ông Kình mới đây mà bị đánh chết. Người dân miền Tây phải chăng chưa nhìn ra cái chuyện đó? Phải chăng người dân miền Tây vẫn còn ơ thờ, vẫn còn nghĩ rằng à đất của mình thì là không ai đụng đến được cả?
Tức là mình Việt khoán Nam trọng. là có cái luật sở hữu đất đai, Việt Nam chỉ có luật sử dụng đất đai, cho nên là bọn cầm quyền là nó muốn lấy lúc nào thì bọn nó lấy mà. Vậy tại sao chúng nó chưa lấy ở miền Tây thưa anh? Nó cứ từ từ người đây. Vậy tại sao hiện giờ miền Tây gọi là cái vựa thấp của cả nước, mà đồng bằng sông Cửu Long bây giờ là khô cạn rồi, thì đến một thời gian nữa là cái đồng bằng sông Cửu Long sẽ không có khả năng cung cấp gạo cho cả nước nữa. Mà đồng bằng sông Cửu Long không thể cung cấp gạo cho cả nước nữa thì Việt Nam chết đói. Anh Trần Xuân Hòa, trên này anh có mong là người miền Bắc là nhập toàn thực phẩm độc hại từ bên Trung Quốc và đem tràn lan vào cả miền Trung lẫn miền Nam và Sài Gòn. Hay anh có tin chuyện này hay không? Dạ. Dạ tin anh. Tại vì khi mình thấy là tất cả những cái phần lương thực và những cái gì người Việt miền Nam mà họ sản xuất ra đó là người miền Nam mình không có hưởng, mà toàn là mình có nghe là những tin tức gọi là từ mình bài đăng đó là người Việt Nam không chỉ những người Bắc đó, không mà mình không nói chung người miền Bắc, cái chuyện nó sẽ thật, mà mình nói là cũng những cái bọn thương lái đó là nó không có tình người, nó chỉ nhìn thấy tiền đấy, cho nên là nó mua đồ rẻ, nó biết đồ đó là đồ độc hại, nó vẫn cứ nhập vào và nó đốt tiền cho bọn hải quan để mà những cái hàng đó đưa được vào Việt Nam và nó bán đi. Tất nhiên cái bọn đó nó sẽ không sử dụng những cái đồ đó, chẳng hạn như là ngay người nông dân trồng rau thì người ta còn phân loại ra, loại là rau để bán, họ không ăn. Và loại rau của họ ăn là họ không dùng những cái phân hóa học của bọn Trung Quốc hoặc là những cái loại thuốc tăng trưởng nữa. Trên là nhưng mà theo như mấy anh nói như vậy đó thì xin lỗi thành theo như mấy anh nói những cái comment anh nói như vậy đó thì gần như là nhất miền Nam Việt Nam chúng ta là không lâu lâu nữa là tất cả mọi người gần như sẽ bị bệnh và sẽ bị chết thôi, tại vì ăn ba cái thứ đầu độc làm sao mà sống cho nổi. Thứ nhất là cái vấn đề mà cũng nói là miền Nam Việt Nam mình nó gọi là đang vào vấn đề hạn hán. Sông Cửu Long của mình sẽ tới một lúc nào nó sẽ không còn một giọt nước, cũng như biển hồ tại bên Campuchia bây giờ, cũng như anh biết là biển hồ bên Campuchia hồi xưa đó gọi là hồ gọi là nước lên lan, và bây giờ gọi là người ta có thể đi bộ được tới đó là mình thấy có sự khủng khiếp như thế nào. Rồi miền Nam Việt Nam mình cũng vậy, bây giờ thêm những cái phần thực phẩm gọi là mình sản xuất ra thì đem qua bên ta bán rồi nhập cảng cho những cái đồ ăn gọi là có chính sách khoa học, có những chất độc hại như vậy thì dân Việt Nam mình sẽ sống được bao nhiêu lâu nữa, dân Việt Nam sẽ sống được bao nhiêu lâu, thì cái đó là một câu hỏi mình gọi là mình cũng đặt ra với tất cả những cái người dân Việt Nam của mình, người dân nhất là người dân ở miền Nam Việt Nam, nghĩa là liệu anh chị có thể sống được thêm vài năm nữa hoặc 10 năm nữa để mà hưởng thụ những cái món ăn mà mấy anh chị có đang có hiện thời hay không, những món ăn độc mà chúng ta đang đưa vào miệng đó. Nên nghĩa là chúng ta chỉ thấy từ cái sự mà cái chết nó đi tới cái chết, chúng ta không thấy được cái tương lai sáng lạng nào cho con cái sau này. Thì mình hỏi là cái vấn đề truyền thông thì anh chị em ở Việt Nam đó, mình gọi là mình đây công dân thành đó, mình cái dụng ý của mình làm livestream ngày hôm nay là mình mang đến những cái vấn đề truyền thông, chúng ta không thể nào mà dựa vào trên những cái vấn đề truyền thông trên thế giới hoặc là cũng những cái tờ báo nổi tiếng tại bên Mỹ, bên Pháp và bên Anh để mà so sánh về những cái vấn đề kinh tế của Việt Nam. Vậy thì vấn đề kinh tế Việt Nam mà mình che lấp vấn đề kinh tế của Việt Nam là một cái vấn đề gọi là rất là quan trọng. Bất cứ một quốc gia nào cũng cần có một cái kinh tế để mà sống, mà nếu mà chúng ta tiếp tục sống kiểu như vậy thì nước Việt Nam một ngày nó gọi là không còn nữa, mọi người đều bị bệnh chết, gọi là đất nước mình sẽ đi rất đại diệt lắm, và sao phần của Trung Cộng nó sẽ đi vào tới Việt Nam mình, nó lấy xứ mình nữa thì thôi, đất nước Việt Nam mình còn gì gì nữa. Tôi hỏi hai anh đó là sao được không? Dạ vâng, tôi nghĩ là chúng ta sẽ từ từ để thảo luận, và những cái sự trả lời đó tôi nghĩ là đi vào cụ thể đó là chính những người ở Việt Nam, các anh chị em tại Việt Nam sẽ phải trả lời, chứ chúng ta chỉ có thể là gợi ý thôi. Ở trên này có anh Nhâm, tôi biết là anh Nhâm Thanh, anh Thanh Tòng Nhâm là một vị kỹ sư tại miền Tây, đang có mặt tại miền Tây, một vị kỹ sư. Nó biến mất rồi. Những vùng đất Trung Quốc bị nhiễm kim loại nặng thì họ trồng các loại thực vật rất tốt cho năng suất cao, sau đó họ bán qua cái nước nhỏ chưa quan tâm đến chất lượng an toàn,
và họ nhập những thứ sạch về ăn. Vâng, thưa rất cảm ơn anh Đoàn Hòa đã đọc lời cầu mong của anh Nhâm. Tôi được biết là anh Nhâm là một người kỹ sư đang có mặt tại tại miền Tây. Chắc chắn với tiếng nói của một người từ vùng đất miền Tây và là kỹ sư nông nghiệp thì chắc chắn là đủ cái uy tín để cho đồng bào của chúng ta lắng nghe. Có anh Robert. Anh Robert Nguyễn có còn đến đây là thưa anh Phải, là tôi được hiểu một phần nguyên nhân sự im lặng. Đây là câu trả lời của anh đấy nhỉ. Tôi được hiểu một phần nguyên nhân sự im lặng của người miền Nam. Số lượng Việt kiều hải ngoại phần nhiều là người miền Nam. Sự trợ giúp từ người Việt Nam hải ngoại cho gia đình tại Việt Nam hàng năm đó là một cái con số, tức là đại khái là một con số rất lớn, rất nhiều. Và từ đó người miền Nam có gia đình của ở ngoại quốc đó, tạm gọi là đầy đủ. Từ cái sự đầy đủ đó họ để mặc, miễn sao là gia đình họ đầy đủ và an toàn là được rồi. Xin được hỏi anh nghĩ như thế nào về lời cầu mong của anh Robert Nguyễn? Phải chăng là người miền Nam là cái đó cũng có một phần đúng. Cũng là một phần. Và cái thứ hai là cái quan niệm về cuộc sống của người người miền Nam ấy, nhất là vùng lục tỉnh, nó đơn giản hơn rất nhiều so với người dân miền Bắc. Vâng, xin cảm ơn anh. Ở trên này cũng có một lời cầu mong nữa là của một cái nick là Vũ Trấn Dương, là mấy ông không cần phải vòng vo kích động, các ông hãy nói tuyệt nó ra là mấy ông muốn chia rẽ hai nước kiểu như Nam Hàn và Bắc Hàn. Nếu mà được thế thì đã tốt. Thôi đủ mẹ rồi, mày ngu bố mẹ chui vào đây làm gì, làm mất công các bố. Thôi đi ra đi, cút. Cút ra nhá. Mẹ chúng mày, các bố chúng mày đang nói chuyện, chúng mày vào đây leo trèo. Vâng, thưa các anh chị em. Quả thực điều mà chúng ta đang hết sức cần, chúng ta đang hết sức cần để cùng có được một cái nhìn với các anh chị em tại Việt Nam, đặc biệt là miền Tây đấy, là nó hết sức bất công. Người dân miền Tây chúng ta đóng góp Sài Gòn, đặc biệt là Sài Gòn, đóng góp cho ngân sách cực kỳ lớn, trong khi đó là toàn là miền Bắc hưởng thôi, toàn là những cái tỉnh gọi là nhận là nhận tiền ngân sách. Và ngay như cái hạ tầng cơ sở, đường làng, đường xã đều có rót của ngân sách xuống, trong khi là người dân miền Tây có phải là nô lệ hay không? Cho nên cái sự bất công này là người dân miền Tây phải nhìn ra. Nếu mình đã dòm đến anh Sài, cái chữ nô lệ là đúng rồi. Tại vì cái người nô lệ là cái người làm nhưng mà không có ăn, mà chỉ là cung cấp cho cái thằng chủ, đó là cái hành động nô lệ là chuyện gì nữa. Bởi vì người Việt Nam mình đang sống nô lệ, mình không thấy được cái sự nô lệ đó. Cũng như anh Robert Nguyễn, anh có làm cái comment đó, là tại vì phần đông là những người tị nạn tại hải ngoại đó là người Việt Nam, thì họ luôn luôn giúp đỡ cho gia đình họ, thì họ mang đem tiền gửi cho về Việt Nam rất nhiều. Thì mình nói cái số tiền đó họ lên có thể là cả tỷ bạc một năm, chứ không phải là cả có hơn 10 tỷ bạc trong vòng một năm, chứ không phải là ít. Thì cái đó là một cái động lực thúc đẩy mà tại sao người dân miền Nam của mình đó, mà là họ thụ động, họ chỉ biết ăn vào chờ những cái món tiền của những người bà con tại ngoại quốc đem về, mà họ không có thể phấn đấu đấu tranh gì hết, miễn sao họ đủ ăn đủ uống là đủ rồi. Thì mình nói cái cuộc sống, xin lỗi, mình có nói câu này có thể đụng chạm tới rất nhiều người, nhưng mà thôi, cái vấn đề mình làm lời Steve nói cái mình sống gì để là mình sống nó không có ý nghĩa, mình sống như là một con heo chỉ biết ăn chơi chơi. Nhưng mà mình không có được một kiến thức như vậy, không có một cái kiến thức thời năm 2012, cái dân trí không có biết gì, ông Võ Tắc Phân là áo sư, sống làm gì
ở Việt Nam, ông có viết một bài, ông cho rằng là cái người nông dân Việt Nam, mà chủ yếu là người nông dân miền Nam, là phải cảm ơn bọn thương lái Trung Quốc đã thu mua sản phẩm của họ để mang sang bán Trung Quốc. Thì mặc dù là ông Võ Công Sơn là nhiều tuổi hơn mình, ông năm nay bao nhiêu thì mình không biết, nhưng mình nghĩ là chắc chắn là trên 70, cỡ khoảng 80. Thì là ngay sau khi đọc cái bài hồi là còn Blogspot chứ không phải là Facebook này, ở trên Facebook thì là mình đã viết một bài mình phản đối là hô hào người nông dân Việt Nam mà phải cảm ơn bọn thương lái là một cái hô hào khốn nạn. Mình phản đối ngay chuyện đó, bởi vì như thế tức là người nông dân Việt Nam sẽ bị đưa vào chòng của Trung Quốc, nó đặt giá ra, nó đặt mua, người nông dân Việt Nam lao vào mua, rồi đến khi thu hoạch nó không mua nữa thì là coi như là người ta đổ cái sản phẩm họ đi đâu. Sau đó không thấy ông Võ Công Sơn trả lời hết. Cái bán sản phẩm của nông dân Việt Nam mình nghĩ là phải do người Việt Nam đứng ra làm, chứ không thể để cho bọn Trung Quốc nó thò tay vào được. Em nghĩ rằng những điều ông Võ Tòng Xuân ông nói có thể là đúng ở trong một cái giai đoạn nào đó thôi, còn tới giai đoạn ngày hôm nay thì là không, là hoàn toàn là không đúng. Một số những cái phát biểu của ông Võ Tòng Xuân, dẫu rằng là em hết sức kính trọng một người miền Tây, ông Võ Tòng Xuân gắn bó với miền Tây, gắn bó với miền Nam rất là nhiều, nhưng mà những cái phát biểu mới đây của ông Võ Tòng Xuân là trớt gót ở trên trang mạng. Không, những phát biểu của mấy năm gần đây thì coi như vất đi. Dạ. Dạ vâng, có anh Robert Nguyễn, có cỏ măng lên trên đây. Anh Robert Nguyễn là một người Việt Nam sống tại Bỉ. Sự sai lầm của Đảng Cộng sản là không phát huy ngành nông nghiệp, từ đó lệ thuộc vào thực phẩm của tàu cộng là chuyện bình thường. Người dân không còn một sự chọn lựa nào khác. Nặng nề quá không thưa anh Phải? Ngay nông nghiệp, ngay nông nghiệp thì ta quên Hà Nội nó có quan tâm chuyện đó đâu, nó quan tâm đến chuyện chiến tranh, đầu tư vào chiến tranh, bởi vì là cái tổng thu nhập của miền Bắc cái thời đó một năm theo như mình vẫn còn nhớ hồi học phổ thông có 2 triệu đô la một năm, cái thùng bát nhưng thân. Mà không bao giờ Hà quyền Hà Nội nó quan tâm đến chuyện đẩy mạnh nông nghiệp nghiệp để mà đất nước dần dần đi lên, có thể phát triển được cả công nghiệp. Nó chả quan tâm đất cả. Nông nghiệp thì chết cháy và công nghiệp thì quẻ quạch. Suốt cả thời gian, từ năm 54 đến giờ. Dạ vâng, dạ vâng. Quả thực là đã đến lúc... Dạ, thưa thân và anh Thần. Dạ. Nếu mà cái nhận định của anh Robert Nguyễn là chính xác thì Thần mình thấy rõ là cái miền Nam của mình nó đang đi vào cái con đường chết rồi. Tại vì xứ Việt Nam mình đang miền Nam, Việt Nam là một cái vùng đất gọi là phù nhiêu, rất là phù nhiêu, mà là có thể nuôi được cả xứ Việt Nam mình ăn cả là năm này qua năm nọ mà vẫn cũng có thể mà đủ những cái sản lượng đó để mà. Nhưng mà nếu mà họ không biết làm phát triển được cái dòng nông nghiệp thì họ làm như thế nào? Bây giờ mình không hiểu là cái xứ Việt Nam của mình nó đang bị chế độ cộng sản nó đã kẹp nó đã cai trị trong vòng 45 năm nay rồi. Ngày hôm nay trước tất cả những cái vấn đề truyền thông thông tin, chúng ta phải vạch mặt rõ là cái sự phản ác của Đảng Cộng sản Việt Nam trên mọi mặt, về nhất là về mặt kinh tế họ đang lệ thuộc tụt quá nhiều. Người miền Nam của mình cũng như hồi nãy anh nói là người miền Nam đang sống vậy, đang đóng ra một cái vai trò là nô lệ cho Đảng Cộng sản để mà nuôi dưỡng cái tuần lệ cái tuổi trung ương đảng, nuôi dưỡng những cái người dân ở ngoài Bắc hoặc là nuôi dưỡng luôn cả cái chế độ cộng sản của tổ Trung Cộng, nó đang quay đất nước Việt Nam của chúng ta như là một cái con dế. Thì dân Việt Nam của chúng ta sẽ làm cái gì trong tương lai? Cái đó là một câu hỏi mình chỉ nêu ra thôi. Sắp tới đây mình không có được câu trả lời, tại vì mình không có sống trong cái Việt Nam, mình sao có thể có được câu trả lời. Nhưng mà mình chỉ muốn đưa những cái thông tin này về cho Việt Nam, để cho người dân Việt Nam
cái sự sống của mình nó rất là vô ý nghĩa khi mà chúng ta sống mà chúng ta không có đem tới một cái gì gọi là vinh quang cho đất nước, chúng ta không có đem tới một cái gì gọi là nó có một cái tương lai sáng lạn cho con cháu của chúng ta. Vấn đề dân trí thì cũng có, giáo dục cũng có, thì chúng ta cái sự sống của chúng ta nó là cái gì? Vâng thưa có anh, ý nghĩa gì hay không? Vâng thưa anh Huỳnh Công Phải, quả thực là bao nhiêu là live stream rồi là anh hết sức là bận tâm về cái câu hỏi đó, mà anh cứ hỏi hoài sao tôi trả lời được. Người của đồng bào của chúng ta, anh chị em của chúng ta, họ sẽ phải trả lời các câu hỏi của anh. Và rất cảm ơn anh khi cái đó anh đặt câu hỏi thôi chứ không biết cái sao cái câu trả lời của mình. Dạ, rất cảm ơn anh khi anh rất thường xuyên để đặt những cái câu hỏi như vậy, và đâu đó nó là một sự khác biệt giữa giữa tôi và anh. Có lẽ đây là một cái sự khác biệt, một phần nào đó, một sự khác biệt ứng xử giữa người miền Nam và người miền Bắc. Âm mưu của tôi, nếu mà hiểu là âm mưu, thì cũng gần gần giống, tức là trong cái suy nghĩ của tôi rất muốn được đặt những câu hỏi đối với đồng bào tại trong nước, và thậm chí một phần nào đó có thể gọi là góp ý để trả lời. Nhưng cái bối cảnh ở trên những cái phần như thế này, phần live stream như thế này, chúng ta không thể trả lời huỵch tuẹt được. Chắc chắn là đã có những buổi thảo luận để cùng nhau chúng ta sẽ phải làm cái gì, nhưng chúng ta không thể phơi ra hết được trên những cái trang mạng như thế này. Rất cảm ơn anh khi anh tôi nói là đây là rất tính cách rất là miền Nam, tức là anh bực là anh nói để anh đặt vấn đề nên anh phải trả lời cho tôi, đồng bào phải trả lời cho tôi, các anh chị em tại Việt Nam phải trả lời cho tôi. Tôi mạn phép chia sẻ với anh là có rất nhiều những sự trả lời rồi, và những sự trả lời đó nó cần có một yếu tố thời gian để từ cái ý thức mới định hình ra một lý tưởng, và có lý tưởng mới có hành động. Tại nếu không là chúng ta sẽ lại rơi vào cái tình trạng năm 1945 của đất nước, hoặc là năm 1975 của đất nước. Tức là chúng ta rất nhiều là nhiệt tình, rất nhiều người nhiệt tình, nhưng sự nhiệt tình mà không có trí tuệ thì chúng ta không khác gì Huỳnh Tấn Bẫm cả. Tức là chúng ta lại đẩy đất nước vào một cái cuộc 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 láo, gọi là láo nhào ấy. Cho nên muốn xin được chia sẻ với anh là tôi tin tưởng các anh chị em tại Việt Nam, bởi vì tôi ít hay nhiều là tôi có được một số những cái thông tin nó dày hơn anh một chút, để chúng ta hiểu được là các anh chị em ở Việt Nam, những cái câu trả lời của anh á, là nó thốn lắm đối với các anh chị em tại Việt Nam. Có một cái comment của anh Tân Thái. Anh Tân Thái là một người làm việc live stream liên tục 3 năm nay, 4 năm nay ở trên trang mạng Hoa Kỳ. Anh Tân Thái có đặt một cái câu hỏi là kinh tế quyết định cái thể chế chính trị. Các anh nghĩ gì với nền kinh tế Việt Nam hiện nay và trong thời gian sắp tới? Xin được hỏi hai. Mình thì mình nghĩ ngược lại là chính trị quyết định thể chế kinh tế. Mà cái nền, nếu khi nào cái ta đảng Cộng sản Việt Nam này còn tồn tại thì không có một cột, không có một cái nền kinh tế Việt Nam không thể phát triển được, bởi vì nó không có một cái định hướng nào cả. Cái gọi là định hướng kinh tế xã hội chủ nghĩa, mình nghĩ cái đó chỉ là một sự lừa đảo. Chứ thật ra xã hội chủ nghĩa làm gì có một cái định hướng nào cụ thể về kinh tế đâu. Trước đây toàn là ngoài ngoài Bắc, trong Nam chắc chắn là không có. Ngoài Bắc bây giờ kế hoạch 5 năm, nhưng thật ra trong cái 5 năm đó chả làm được cái đất gì cả, bởi vì cái định hướng đó là định hướng ảo. Dạ, chính trị quyết định kinh tế chứ không phải là kinh tế quyết định chính trị ở Việt Nam ở thời điểm này. Thưa anh Hòa, em dạ, dạ thưa anh Tân Hòa. Dạ vâng thưa anh. Xin mời anh. Dạ dạ, thì mình nói là cái vấn đề về kinh tế là nó để mà quyết định một thể chế chính trị đó, thì nó chỉ có thể xảy ra tại những cái nước mà đã có một cái nền dân chủ vững chắc. Nhưng mà thật ra tại Việt Nam mình nó là không thể nào kinh tế nó để mà quyết định về vấn đề chính trị. Tại vấn đề chính trị của Việt Nam mình nó là nắm toàn tất cả những cái sự hoạt động của trong nước của mình, từ vấn đề
dân trí, vấn đề giáo dục, thì vấn đề kinh tế, và tất cả những cái vấn đề kinh tế là tôi đã nắm hết, để gì, để mà nó được có một cái sự tham nhũng một cách rất dễ dàng, và là vấn đề mua bán trao đổi lẫn nhau. Và đó là cái bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi vậy cũng như cảm ơn anh Tân Thái đã có đóng góp ý kiến. Thì cái ý kiến của em đó nên thẳng lái là đất nước Việt Nam mình nếu chưa có dân chủ thì kinh tế nó không thể nào mà quyết định được cái vấn đề chính trị được. Tôi có cảm giác là hai bên hơi hiểu nó hơi trái, tức là nó hơi hơi không đúng cái clean, có thể là nó là một cái đường ray, một con đường ray, một con đường xe lửa, hai đường chạy song song với nhau. Tôi nghĩ rằng hai đường thẳng song song. Dạ vâng, tôi nghĩ rằng anh Tân Thái mình nói câu này rất rất khoát là sẽ có người cười. Dạ. Tôi nghĩ rằng anh Tân Thái đang đặt một cái, tức là ở cái bối cảnh hiện tại mang một cái suy nghĩ rằng kinh tế của ngày hôm nay nó sẽ quyết định cái vận mạng chính trị của chế độ cộng sản trong những ngày sắp tới. Tôi, cái nhìn của tôi nếu thế theo, ok, nếu thế thì mình đồng ý. Dạ vâng. Vâng, nếu ở trong, chúng ta hãy nói về cái không đó, tại vì chúng ta không nói về lý thuyết, ở đây chúng ta không nói về chủ nghĩa, bởi vì thực tế đối với em nó không có cái chủ nghĩa nào gọi là chủ nghĩa tư bản cả. Nó có cái chủ nghĩa gọi là chủ nghĩa cộng sản, nhưng nó không có cái chủ nghĩa nào gọi là chủ nghĩa tư bản cả. Cái bọn gọi là bọn vớ vẩn, bọn giáo điều của cộng sản nó mới mọc vào cái chữ là chủ nghĩa tư bản. Tư bản là gì? Tự nhiên, phản ứng tư hữu tự nhiên của con người. Từ đứa bé nó mới đẻ ra là nó đã ngậm cái nấm vú của mẹ nó, mà đứa nào mà kể cả là bố của nó chui vào mà ngậm nấm vú của mẹ nó cào cho bỏ mẹ. Cho nên cái quyền tư hữu là mỗi người từ bé đã có cái quyền tư hữu rồi. Vấn đề là làm sao cái quyền tư hữu đó, cái quyền gọi là, đó là cái chủ nghĩa tự nhiên. Chủ nghĩa tư bản là chủ nghĩa tự nhiên. Nó không phải là chủ nghĩa mà nó là một cái hành vi tự nhiên, nó là một hành động tự nhiên. Và người ta làm thế nào đó để cho sự tự nhiên đó nó có được sự công bằng. Cái thể chế dân chủ nó là như vậy. Cái thể chế tự do nó là như vậy. Nó là làm sao cân bằng những cái lòng ham muốn, những cái quyền tư hữu của mỗi người. Thì cái chuyện nếu mà chúng ta đi giống như hồi nãy anh đề cập đến cái lời của anh Tân Thái thì nó đâu đó nó liên quan đến cái chuyện chủ nghĩa, tức là kinh tế quyết định chính trị thế này thế nọ. Chúng ta hãy thảo luận trong cái chuyện là với cái bối cảnh của ngày hôm nay, cái kinh tế của ngày hôm nay ở Việt Nam và ở Trung Quốc nó đang như thế nào và nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái chuyện chính trị của Trung Quốc và Việt Nam trong những ngày sắp tới. Tôi nghĩ đây là cái ý tưởng của anh Tân Thái muốn gợi ra với chúng ta. Và xin được hỏi hai anh là hai anh thấy như thế nào với cái nền kinh tế, với cái sự kinh tế, hiện tượng kinh tế của Việt Nam ngày hôm nay nó có phải là tốt đẹp, nó phải là hoàn chỉnh lắm hay không? Nhưng anh phải nói trước. Dạ, thưa anh Thành, và đối với mình đó, sau cái vấn đề mà công dịch corona này đó, mình thấy là cái vấn đề mà biến chuyển về kinh tế nó sẽ có nhiều cái sự thay đổi, không những chỉ ở bên bên Hồng Châu, Mỹ Châu, Úc Châu, nhưng mà tất cả trên thế giới nó đều thay đổi hết. Và những cái xứ mà mình thấy rõ ràng là cái xứ mà đang bị gọi là mọi người đang nhìn vào để mà tấn công về cái mặt kinh tế, bởi vì là bồi thường sau cái dịch corona này là cái Đảng Cộng sản Trung Quốc nó đang đối diện với một cái nó đã đem ra một cái thảm họa corona để đang lên một giới, bây giờ nó sẽ đứng là con người nó sẽ trả lại và nó trả giá một giá rất đắt về cái hành động gọi là vô nhân đạo của tụi nó. Tại vì con dịch corona này đã giết 100 mấy triệu người và gần 3 triệu mấy người đã đang bị con dịch này, và nó sẽ còn tiếp tục, thì không phải con ấy. Thì mình thấy rõ ràng đó là cái nền kinh tế của Trung Cộng đó, năm nay nó sẽ xuống rất thấp. Nền kinh tế của Việt Nam người ta cũng dự đoán là sẽ xuống rất thấp, và theo đó vào cái chuyện mà hàng tháng tại Việt Nam của chúng ta, gạo của chúng ta đã chuyển đi qua hết bên cho Trung Cộng rồi. Bây giờ đó thì sau cái cơn dịch corona này, cái nền kinh tế đặc Việt Nam của chúng ta nó sẽ thay đổi rất nhiều, nó sẽ đi đến những cơn đói, và nếu những cơn đói đó nó có thể đi đến những cái sự thay đổi trong cái mặt chính trị hay không, cái đó là cũng tùy thuộc vào cái sự suy nghĩ của cái nền dân, cái dân trí của người dân Việt Nam để mà có một cái hành động thích đáng hơn, để mà có thể thay đổi một cái chính thể để mà cai quản đất nước mình. Cái đó là phụ thuộc vào dân Việt Nam chúng ta. Nhưng mà mình nghĩ sau cái vấn đề corona này, kinh tế nó sẽ rất thay đổi và nó có thể đi đến cái vấn đề thay đổi về mặt chính trị. Nhưng mà tất
cả cũng tùy thuộc vào dân trong nước trong nước. Mình nghĩ rằng là cái nền kinh tế Việt Nam sau cái giai đoạn virus corona Vũ Hán này sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều và ảnh hưởng trầm trọng hơn là nền kinh tế của các nước tiên tiến. Và cho đến thời điểm này thì thật ra là kinh tế Việt Nam nó chưa là một cái gì cả, bởi vì là nông nghiệp thì là như vậy, còn công nghiệp thì là chỉ toàn đi làm thuê thôi, chứ bản thân là Việt Nam chưa có một cái sản phẩm nào của mình cả, mà chỉ làm thuê. Nhưng mà bây giờ sau cái đợt virus corona Vũ Hán này thì các nước người ta sẽ cố gắng tạo cái điều kiện, tạo công ăn việc làm cho người dân của họ. Thì những cái mặt hàng, những sản phẩm mà trước đây họ đặt làm Việt Nam thì họ sẽ để ở nước họ, họ làm để họ nâng được cái công nghiệp của họ và nâng được cái thu nhập và tạo công ăn việc làm cho người dân của họ. Nên mình nghĩ là kinh tế Việt Nam trong thời gian tới sẽ rất rất là khó khăn. Và từ trước giờ kinh tế Việt Nam chưa được đi lên mà chỉ bằng hoặc là đi xuống. Trước đây còn cao hơn Lào, cao hơn Campuchia, dần dần bằng, và bây giờ là thấp hơn Lào, thấp hơn Campuchia. Người dân Việt Nam đi sang làm thuê cho Campuchia, cho Lào cả, mà chỉ có là Campuchia, Lào đi sang Việt Nam làm thuê, thì bây giờ người dân Việt Nam hí hửng sang Lào làm thuê, thì chứng tỏ rằng là cái sự phát triển của cái kinh tế Việt Nam nó xuống dốc, cho nên là và của Lào nó lên dốc, cho nên của Lào đang tăng trưởng, là Việt Nam là trở thành làm cái nước cung cấp cu li cho Lào, điều từ trước giờ không một người nào Việt Nam nào có thể tưởng tượng được, mà bây giờ nó là sự thật. Vâng, có một comment của anh Tạ Biên Cương có một cái suy nghĩ rằng người dân Việt Nam đang như đứa trẻ đang đi xe đạp, tức là đứa trẻ đang đi xe đạp, bây giờ bắt đứa trẻ nhảy lên xe Suzuki, xe Honda 67, 68, 70, 105 phân khối, chạy thì nó sẽ dập đầu. Cho nên cái ý tưởng đó là sẽ phải từ từ thì mới có thể thay đổi được chế độ tại Việt Nam. Xin được hỏi anh Huỳnh Công Phải, anh nghĩ như thế nào về cái hình dung của anh Tạ Biên Cương? Anh hình dung rằng người dân Việt Nam đang giống như một đứa trẻ đang chạy xe đạp, không thể đưa xe Suzuki, Honda, SS50 hay là SS70 cho nó chạy. Anh có đồng ý với phát biểu đó hay không? Nếu mình đang tại xe đạp với một cái trình độ trong đường, cái giải pháp cái chủ Suzuki cho nên xe hơi chạy thì nó an toàn hơn, thì cái đó là cái suy nghĩ của mình. Tại vì mình nghĩ là thay khi mình đang đi xe đạp, mình đã thấy cái vấn đề ngày hôm nay nó không phải là dân mình đang đi xe đạp hay là đi Suzuki gì hết á. Cái vấn đề hôm nay đó là cái trình độ dân trí của mình quá thấp, mà cái trình độ dân trí nó thì có tới được với cái sự tỉnh thức của dân Việt Nam của chúng ta. Khi mà chúng ta đã tỉnh thức được và hiểu rõ được cái sự kiện của vấn đề lịch sử, về vấn đề dân trí, về vấn đề giáo dục, từ khi mình có thể đi đạp, mình có thể lên một cái chiếc phương tiện một cách rất dễ dàng, chúng ta cũng có chạy xe Suzuki. Đó là cái câu trả lời của mình. Mình nghĩ ngay bản thân ông Tạ Biên Cương, ông có thể đặt câu hỏi được tại sao, và mình nhất trí với cái suy nghĩ của anh Phải là do cái nhận thức, do cái dân trí của người dân quá thấp. Anh Hòa ơi, anh mà nói như vậy đó là sẽ không xong, tại vì Việt Nam có cả một cái lực lượng, hai trung đoàn AK-47, hai trung đoàn như vậy, thì mà anh nói rằng là họ không có trình độ dân trí thì là họ đánh anh chết. Nó có một cái status, có một cái bài nào trong cái trình bọn lên bọn nó chỉ toàn chữ vậy, chứ bọn nó có phân tích được cái gì đâu. Nó đấy khó, cho họ, nên là cái tri thức của bọn nó là nó chỉ ở cái tầm như vậy thôi. Họ đâu có, tức là họ vắn gọn, họ đưa vào cái lý luận hết sức vắn gọn, đủ cha đéo mẹ là xong rồi. Thì tại vì anh không hiểu tới cho nên anh không thấy cái trình độ của họ, cho anh nói là họ không có trình độ. Hình như là bên anh mất mình vẫn nghe tốt.
À, vâng, anh nhìn em thì em thấy là họ có trình độ đấy, cho nên em thấy bức xúc khi mà anh nói rằng họ là trình độ dân trí của người Việt Nam thiếu. Cái lực lượng AK-47 đó là dân trí hết sức là cao rồi, vì họ cô đọng được lý thuyết của họ, họ cô đọng được chủ nghĩa của họ vào cái chữ đù cha đéo mẹ. Họ chỉ cần nói chữ đù cha đéo mẹ là đưa cả cái lý luận chế độ cộng sản đem ra được rồi. Vâng, thưa hai anh, chúng ta trở lại. Có một cái câu của anh Kề Ven Võ, anh đề cập là mấu chốt của sự mất nước là không phát động được phong trào chống Trung Cộng trên quê hương Việt Nam. Vậy làm sao để mỗi người dân Việt Nam đều có thái độ chống Trung Cộng đến cùng? Hai anh trả lời, chứ còn tôi là tôi thua đấy. Hai anh trả lời luôn. Trả lời trước thì đáng lẽ là anh Hòa trả lời sau. Muốn chống đảng, có một cái phong trào chống đảng cộng sản Trung Quốc đó, thì phải chống đảng cộng sản Việt Nam, tại vì thằng Việt Nam là cái thằng đang nô lệ cho thằng Trung Quốc, nên chúng ta không có cái sự lựa chọn nào khác, phải chống đảng cộng sản Việt Nam trước tiên là trước hết chống đảng cộng sản Trung Quốc. Mình nghĩ cái việc này là phải do nhận thức của từng người dân chứ. Mình anh lại nói đến dân trí rồi, thành cái tất cả ông A, ông B, ông C, bà D không thể mang mang cái gì nhét vào đầu đầu họ được, mà cái là nhận nhận thức của từng người. Người ta không chịu nhận thức, người ta không nhận thức hoặc chưa nhận thức được, mình có thể giải thích. Người ta chưa nhận thức được, mình có thể giải thích được, chứ người ta không chịu nhận thức, người ta không chịu hoạt động thì tất cả mọi giải thích bằng từ. Cho nên là cái này mình nghĩ là phải cái chủ tự động vận thân của từng người. Vâng, đến anh Huỳnh cũng phải. Anh đâu, câu hỏi này là từ nãy giờ là anh hỏi hoài và bây giờ đang người ta hỏi lại, anh phải trả lời. Cái câu mà chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc đó hả? Vâng. Đó là câu nào? Vâng, chính là cái câu câu phải không? Phải câu nói là... vâng câu, câu câu của anh Kevin Võ. Anh nói coi mình rõ đó, vậy tại mình không thấy cái thêm comment của anh. Dạ vâng, tức là làm thế nào để cho mọi người dân Việt Nam đều có một cái thái độ chống cộng, chống Trung Quốc đến cùng. Thì ban nãy anh có đề cập đến cái chuyện là chúng ta cần phải xác định cái kẻ thù gần và kẻ thù xa. Là cái mình cái vấn đề đó là cái vấn đề cái quan trọng nhất là cái vấn đề thông tin. Nếu mà thật sự người dân Việt Nam mình, người dân Việt Nam mình mà không có một cái vấn đề thông tin chính xác, hoặc là cứ nghe theo cái đảng cộng sản Việt Nam đó là cái bưng bít tin tức á, thì chúng ta sẽ không bao giờ có một cái thái độ nào chống lại cái chế độ cộng sản Trung Cộng hết. Tại vì tất cả trên thế giới hiện nay thấy họ nhìn vào đảng cộng sản Trung Cộng là một cái mối đe dọa lớn nhất trên thế giới. Người Việt Nam mình phải nhận thức được cái đó, và đó là tin tức trên thế giới chúng ta nhận thấy được. Và cái tin tức mà mình nói là cái mình thấy rõ nhất khi đảng cộng sản Việt Nam là cái đảng cộng sản nó đang nô lệ cho đảng cộng sản Trung Quốc, thì chúng ta phải thấy rõ ràng cái đó là những cái thông tin mà người ở ngoài quốc họ không có đưa ra được. Chỉ có những cái thông tin như chúng ta mới là moi được cái sự xấu xa của cái đảng cộng sản Việt Nam. Thì những người Việt Nam mình phải dựa vào những cái tin tức về đảng cộng sản Việt Nam qua những cái truyền thông thông tin của tất cả những cái livestream trên toàn thế giới hiện nay, cũng như là cũng mình nói là cũng như anh Thái của Trung Quốc Huy, của tất cả những người nào trên toàn thế giới họ đang nói về những tình hình Việt Nam, để mà chúng ta có thể thâu hợp được những cái tất cả những tin tức về tình hình Việt Nam, để mà cho tình độ dân trí của chúng ta nó được nâng lên, để chúng ta hiểu rõ được cái tàn ác của đảng cộng sản, thì chúng ta mới có một cái thế lực nào mình đứng lên để mà chống được cái đảng cộng sản. Ngày nào chúng ta còn nghe được đảng cộng sản Trung Cộng Việt Nam đó mà để mà họ cứ bình bình tĩnh tĩnh mà chúng ta nghe theo đó, chúng ta không bao giờ có một cái động lực nào để mà đứng lên để chống đảng cộng sản Trung Quốc được. Hãy chống đảng cộng sản Việt Nam trước đi, hãy nghe những thông tin để mà hiểu rõ được cái sự tàn ác của Trung Quốc. Đó là ý của mình thì thật không không nói được nhiều lắm. Có thể là tôi với anh lại vênh nhau nữa rồi thưa anh Phạm. Tại vì đối với tôi đó là cái thằng Trung Quốc, tức là chế độ cộng sản nó là một con rắn. Cái đầu con rắn là thằng Trung Quốc. Và cái thằng Cộng sản Việt Nam nó là họ là những người tay sai của Trung Quốc. Vậy thì một khi chúng ta nhắm được đầu của con rắn mà chúng ta tác động đánh vào đó, thì nó hữu hiệu hơn là chúng ta đánh giữa thân. Thì ngày hôm nay để mà tác động cho người dân
ở Việt Nam hoặc là ở hải ngoại có thể đánh vào Trung Quốc, là chúng ta tác động vào cái chuyện Hồng Kông, chúng ta tác động vào cái chuyện Biển Đông, chúng ta tác động vào được cái chuyện Đài Loan. Nó có một cái điều đó là chúng ta nghe tin mới đây thôi, chúng ta nghe tin tức về Đài Loan là Mỹ đã ủng hộ Đài Loan, không phải Mỹ không mà nhiều quốc gia khác nữa đã ủng hộ Đài Loan có một cái ghế tại Liên Hợp Quốc. Nhưng chúng ta đứng, chúng ta khen, chúng ta mừng, chúng ta vỗ tay, nhưng để có một cái động thái nào đó để đứng chung với cái thái độ của người Hoa Kỳ, của chính quyền Hoa Kỳ lên tiếng hỗ trợ cho Đài Loan vào Liên Hợp Quốc, thì chúng ta chưa có một cái thứ tiếng nói nào cả. Cho nên đây chính là một cái lỗ hổng của chúng ta. Anh Kevin Võ, khi anh gợi ra cái câu hỏi này thì không biết là các anh chị em ở bên Mỹ đã có một cái kế hoạch nào đó để vận động ủng hộ cho cái quyết định của Tổng thống Donald Trump, của Tòa Bạch Ốc đối với Đài Loan hay chưa? Bởi vì khi chúng ta chưa đánh được trực tiếp, tức là chúng ta chưa đấm được trực tiếp vào mặt thằng Nguyễn Phú Trọng, thì chúng ta đánh nhà băng, chúng ta đánh xa xa, đánh vào thằng quan thầy của nó. Cho nên cái chuyện của Đài Loan, cái chuyện của Hồng Kông, trong thời gian vừa qua có rất nhiều, tức là khoảng một năm vừa qua, Hồng Kông xôn xao lên, sự kiện của Hồng Kông ồn ào lên hết sức là đẹp. Nhưng người Việt Nam của chúng ta ở trong nước cũng như ở ngoài nước, có bao nhiêu người bày tỏ thái độ ủng hộ, bày tỏ thái độ đứng bên cạnh người Hồng Kông hay không? Hay là chúng ta chỉ nói và chúng ta nói bâng quơ, chúng ta không có một cái thái độ nào để thể hiện rằng à, đồng bào Hồng Kông ơi, chúng tôi là người Việt Nam, chúng tôi là người Việt Nam tự do ở trong nước cũng như ở hải ngoại, xin đứng cùng anh chị em Hồng Kông hoặc là Đài Loan, chúng ta có một cái tiếng nói nào đó để ủng hộ Đài Loan hay chưa? Chúng ta chưa có. Không biết hai anh có một cái suy nghĩ nào, tức là ngược lại với cái suy nghĩ của tôi hay không, khi tôi một phần nào đó tôi đồng ý với cái suy nghĩ của anh Kề Viên Võ là hãy đánh thằng Trung Cộng và làm thế nào để người dân Việt Nam tập trung đánh được thằng Trung Cộng. Tôi lấy một thí dụ, một cái thỉnh nguyện. Mình hoàn toàn đồng ý thôi. Dạ. Nhất trí với ý kiến của anh. Lần này thì không có gì là vênh cả. Cảm ơn anh. Dạ vâng. Tôi nghĩ rằng, thưa anh Kevin, tôi nghĩ rằng một phần nào đó chúng ta, tôi và anh Huỳnh Công Phải và anh Đoàn Hòa đã trả lời được một phần nào đó, trao đổi được một phần nào đó với những suy nghĩ của anh, rằng chúng ta có thể đánh được thằng Trung Cộng chứ không phải không. Chúng ta đánh bằng chuyện Đài Loan, chúng ta đánh bằng chuyện Hồng Kông. Tuy nhiên là chúng ta phải hành động, chúng ta phải có tiếng nói chung, chứ không phải là chúng ta chỉ nói bưng cua. Cụ thể hơn là anh ấy đưa ra một cái nhìn là hãy nắm tóc thằng Nguyễn Phú Trọng xuống, hãy nắm tóc những thằng Cộng sản Việt Nam xuống để rúi nó xuống đất để mà đánh. Và nó rúi xuống đất đánh như thế nào thì cái đó là cái của anh Huỳnh Công Phải, tôi không biết. Đang nói đi nhé. Dạ vâng. Vâng, vâng, thưa hai anh, live stream đã bắt đầu dài. Chúng ta đi vào phần kết luận của đồng bào người dân miền Tây của chúng ta. Vốn dĩ miền Tây là một vựa lúa, vốn dĩ miền Tây là một đỉnh thanh bình của Việt Nam suốt cả hàng trăm năm trước. Tức là trước năm 1975, cả hàng trăm năm là một nơi thanh bình, là một nơi người ta cầm cái rổ ra ngoài đồng chừng 10 phút là về có bữa nhậu thoải mái. Từ cây trái, từ rau cỏ, đến cá mú, đến tất cả một đời sống hết sức là thoải mái. Và có phải chăng là chính vì sự thoải mái đó mà người dân miền Tây của chúng ta ngày hôm nay thoải mái chấp nhận đời sống nô lệ của mình? Xin hai anh phân tích để đi đến kết luận của cái live stream ngày hôm nay. Giờ xin mời anh Hòa trước. Thì mình nghĩ là cái nội dung của buổi lại phát sinh ngày hôm nay là nhằm mấy vấn đề, và cuối cùng tập trung vào hai việc là làm thế nào cho cái nhận thức của người dân
Việt Nam nói chung và nhận thức của người dân miền Tây nói chung biết được cái quyền lợi của mình để đấu tranh giành đòi được cái quyền lợi đó, và hướng người dân làm thế nào thấy được cái kẻ thù lâu dài và kẻ thù vĩnh viễn đấy, kẻ thù truyền kiếp của Việt Nam là tà đảng Cộng sản Trung Quốc, và cái tà quyền Cộng sản Việt Nam là tay sai của cái tà đảng Cộng sản Trung Quốc đó, chung nhau ủng hộ những cuộc đấu tranh của Hồng Kông, của Đài Loan, của Tibet, của Tân Cương. Làm thế nào hướng trước đây có ông tiến sĩ Thọ đấy, thì ông này do bệnh đã mất rồi, ông nói là phải chia sẻ Trung Quốc thành 5-7 mảnh, mình hoàn toàn đồng ý thôi, nhưng còn cách chia sẻ như nào thì là việc của những người lớn hơn chứ không phải của mấy anh em mình. Như làm thế nào tập trung được vào ủng hộ Mỹ trong vấn đề đưa Đài Loan trở thành một thành viên chính thức của Liên Hợp Quốc. Mặc dù là nói thẳng ra cái Liên Hợp Quốc nó cũng chả tác dụng ở đâu, nhưng mà ít ra là người Đài Loan sẽ có tiếng nói của mình ở đây, bảo vệ được quyền lợi của mình ở đây. Đấy, ý của mình là như vậy. Nó có một cái comment của anh Trần Xuân Hòa là muốn thắng Cộng sản là phải xây dựng một cách vững mạnh cái ý chí của tuổi trẻ Việt Nam. Tôi nghĩ là đây chính là câu trả lời then chốt của vấn đề mà ban nãy anh Huỳnh Công Phải có đề cập đến, là chúng ta phải làm gì, chúng ta phải làm sao để thoát khỏi cái vòng kềm tỏa đen tối của chế độ Cộng sản trên đất nước Việt Nam. Ý chí, ý thức của tầng lớp thanh niên. Từ cái câu cầu mong của anh Trần Xuân Hòa này thì tôi cũng phải nhắc lại một cái cầu mong của người dư luận viên Vũ Chấn Dương. Tôi xin phép các anh chị em trên màn hình khoảng một phút để tôi nói với những người như thế này. Anh Vũ Chân Dương có còn mong rằng văn hóa của những thằng hải ngoại là chửi mắng tiền nhân. Tức là chúng ta đang chửi mắng tiền nhân. Chúng tôi đang chửi mắng tiền nhân. Và vì thế tôi rất muốn chia sẻ với anh Vũ Chân Dương, đây là hiếm hoi nhé. Một sự chia sẻ hiếm hoi của một bậc trưởng thượng có thể dạy được bố của cậu hoặc là ông nội của cậu nhé, ông Vũ Chân Dương. Rằng cái chữ văn hóa của Vũ Chấn Dương dùng là cậu không hiểu gì hai cái chữ văn hóa. Tôi nghĩ chắc là thằng ông nội của cậu cũng không hiểu thế nào là văn hóa. Mà cậu nói là văn hóa của những thằng hải ngoại là chửi mắng tiền nhân. Thế nào là tiền nhân? Tiền nhân có phải là thằng Hồ Chí Minh không? Tiền nhân của chúng mày có phải là thằng Phạm Văn Đồng không? Và mày biết gì, thằng bố của mày, con mẹ của mày biết cái gì về thằng Hồ Chí Minh? Cả một cái dân tộc bị kéo vào một cái vòng gọi là ngu dốt, đi thờ lạy thằng Hồ Tập Trương, một thằng tàu, mà chúng mày gọi đó là tiền nhân. Chúng mày hãy về tàu, tìm lật mồ của thằng Hồ Tập Trương lên, để lạy nó làm tiền nhân. Đừng leo trèo vào trong này, nhé. Tao lặp lại là ông nội của mày chưa đủ cái tầm để chen vào trong những buổi thảo luận của chúng tao để châm trà đâu. Nhé, bọn dư luận viên. Vâng, thưa các anh chị em có mặt trên màn hình, buổi live stream của chúng ta ngày hôm nay đến đây nó đã là quá dài rồi. Xin hẹn các anh chị em buổi live stream khác, và xin anh Đoàn Hòa và anh Huỳnh Công Phải đi vào phần cuối cùng kết luận và gửi lời chào đến các anh chị em cho buổi live stream này. Lại nhường anh Phải nói trước. Chờ nó qua đó. Thì ngày hôm nay, cái chủ đề ngày hôm nay là một lần nữa là anh Thành, anh Đồ Hà và cá nhân tôi, chúng tôi là cũng là muốn mang lên những cái tin tức để mà cho tất cả các anh chị em ở Việt Nam của chúng ta, nhất là dân miền Nam, thì cái đề tài hôm nay là cái dân miền Nam, nghĩa là chúng ta phải nhận thức được cái tai họa của chúng ta khi
ta là một cái người nô lệ trong một cái quốc gia, mà là chúng ta là những người sản xuất, chúng ta là những người đang nuôi cả một dân tộc Việt Nam, mà chúng ta đang có một vai trò nô lệ. Cái đó là một cái chuyện không thể nào mà xảy ra được. Dân người Nam miền Nam của chúng ta là một người miền Nam đã có một cái tinh thần đấu tranh rất lâu dài và kiên trường từ hồi đó tới giờ, nên chúng ta không thể nào để cho chuyện nó xảy ra. Và để mà đi tới những cái chuyện đó thì xin mời tất cả các anh chị em phải dựa vào những cái thông tin trên toàn thế giới và những cái thông tin của tất cả những anh chị em gọi là đang đấu tranh với những tâm thức về Việt Nam, mà đem những cái tin tức có lợi, có ích cho chúng ta để chúng ta thấy và chúng ta nhận được những cái hay, những cái dở, để mà chúng ta có nên đi tới một cái vấn đề gọi là chúng ta có một cái quyền hướng chung cho tương lai của Việt Nam của chúng ta. Người Việt Nam của chúng ta không thể, mà nhất là người Việt Nam chúng ta không thể nào sống với một chiếc cái lọ như này, mà là từ năm 1975 tới đây là 45 năm nào chúng ta cũng phải nó tiếp tục sống được này. Tại vì cái đó là cái vấn đề dân bản của dân tộc của chúng ta. Nếu chúng ta sống nô lệ thì một ngày nào đó chúng ta sẽ chết, và khi chúng ta chết, con cái của chúng ta nó cũng sẽ trở thành nô lệ dài dài đời đời kiếp kiếp sau sau. Cái đó là cái ý của mình nói ngày hôm nay. Vâng, thưa các anh chị em đang quan sát, anh chị em chúng tôi. Vâng. Xin mời anh Hòa. Mình nghĩ như này. Rất mong là cái thế hệ trẻ Việt Nam làm thế nào mà tranh thủ tận dụng được những cái mạng xã hội để mà mở mang thêm cái kiến thức của mình và truyền tải được những gì mà mình nhận thức được đến bạn bè, đến cái xã hội xung quanh, để mà người dân thấy rằng là cái quyền lợi của mình như nào và họ phải thế nào để giành được cái quyền lợi đó. Cái chuyện mà Trung Quốc xâm lược Việt Nam thì khả năng là rất có thể có. Đừng có nghĩ rằng là nó phải xâm lược bằng vũ khí, bằng quân sự, mà nó có thể xâm lược bằng chính trị, bằng kinh tế. Và về nói thẳng ra là cái người dân Việt Nam ở Việt Nam hiện giờ là cũng không còn chủ quyền ngay trên quê hương mình. Họ, người Việt Nam ở Việt Nam hiện tại là như những người khách. Thế làm thế nào mà giành được cái chủ quyền vào tay mình và truyền tải tất cả những cái thông tin, những nhận thức để mà mọi người có thể liên kết nhau lại được. Đừng có đánh phá nhau, đừng có đấu đa nhau. Như Thành nói lúc đầu, cộng sản, không cộng sản. Thời điểm này là thời điểm đoàn kết nhau để mà tìm được ra một cái con đường đi đúng đắn nhất cho cái dân tộc Việt Nam. Vâng, xin cảm ơn anh Đoàn Hòa, xin cảm ơn anh Huỳnh Công Phải. Thưa các anh chị em, cái tiêu đề của ngày hôm nay khi mà chúng tôi làm thực hiện live stream nó nhấn mạnh đến thứ nhất là truyền thông và thứ hai đặc biệt quan trọng là người dân miền Tây của miền Nam Việt Nam. Người dân miền Tây của miền Nam Việt Nam là những con người phá núi khai sông, là những con người đi vỡ đất. Mà giáo sư Nguyễn Ngọc Huy trong cái thời gian mà tuổi trẻ của chúng tôi đó học tiểu học, không biết là anh Huỳnh Công Phải có nhớ cái bài học thuộc lòng là Anh Hùng Vô Danh hay không. Họ là những anh hùng không tên, họ là những anh hùng không tên tuổi, sống âm thầm trong bóng tối mênh mông. Vâng, thưa các anh chị em, những người dân miền Tây là những con người đi phá núi khai sông, là những con người đi mở đất. Và cái tinh thần phóng khoáng của những con người đi mở đất phương Nam đã bị đâu đó trở thành lạm dụng, hoặc đâu đó bị làm thui chột đi cái khí phách của người làm cách mạng. Chúng ta đừng quên rằng người dân miền Tây là nơi đã sản sinh ra cuộc cách mạng gọi là mùa thu đầu tiên. Cái gọi là đệ tứ cộng sản cũng là miền Tây đem về đầu tiên. Những cái tinh thần như tinh thần Tạ Thu Thâu, những tinh thần của Lê Hồng Phong, những tinh thần của Nguyễn An Ninh, đó là tinh thần tinh túy của những người miền Nam, của những người phương Nam. Cho nên cái tinh thần gọi là cách mạng mùa thu đã đến lúc phải cần nhìn lại để đem lại, đòi lại cái khí chất của phương Nam, cái tinh thần thật sự của người phương Nam. Hãy giành lại chính trị của mình, hãy giành lại quyền chính trị của mình. Đừng bỏ mặc, đừng phó mặc cái quyền chính trị cho những cái bọn ở đâu đó
Đó là điều thứ nhất muốn xin được trao đổi với những người ở phương Nam. Điều thứ hai muốn xin gợi đến với những người như anh Hòa vừa mới trình bày, những người đang là đảng viên Đảng Cộng sản. Không phải tất cả mọi người đảng viên Đảng Cộng sản sẽ đều mặc định là những người xấu. Trong những người xấu đó có những người tốt, và những người tốt đó sẽ phải là những người tuyệt tốt. Chúng tôi chờ mong cái vận, tức là cầu xin và chờ mong vận mệnh của đất nước đưa chúng ta đến gần nhau, để những người thật sự quan tâm đến vận mệnh của đất nước, chúng ta tìm đến nhau để hành động. Và điều cuối cùng muốn gọi đến các anh chị em, như anh Hòa vừa mới gọi ra, là vấn đề chiến tranh. Đối với tôi, không có chiến tranh trên đất nước Việt Nam đâu. Không có chiến tranh quân sự trên đất nước Việt Nam. Thằng Trung Cộng nó chẳng dại gì. Nó gây ra một cái cuộc chiến tranh quân sự tại Việt Nam, cho Việt Nam. Bởi vì chúng ta hãy nhìn cái hành động của người dân Việt Nam, đặc biệt là người miền Nam, ở năm 2018. Chỉ vì những cái chuyện của ba cái vùng đặc khu thôi. Mà có một cái cuộc biểu tình nó nổ ra đùng như vậy. Bọn Trung Quốc nó nghiên cứu rất kỹ và nó cực kỳ sợ hãi điều đó. Nhất nữa là trong cái bối cảnh của ngày hôm nay, chúng nó đang hết sức cô đơn, chúng nó đang bị thế giới bao vây, thì không khi nào chúng nó tạo ra một cái cuộc gọi là đánh đấm, hay là gần như là cái kiểu giống như là đạp chân trên ổ kiến lửa đối với người Việt Nam. Trái lại, chúng nó sẽ thực hiện cái kỹ thuật chiến tranh chính trị. Chiến tranh chính trị nghĩa là làm sao gói gọn được, làm sao lấy được hồn vía của những thằng lãnh đạo. Cho nên thưa các anh chị em, chúng ta hãy chuẩn bị một cái cuộc chiến tranh của Trung Quốc đối với Việt Nam là lấy hồn vía của những thằng lãnh đạo. Thậm chí chúng ta sẵn sàng dựng ra những đứa từ hải ngoại đi về Việt Nam để làm cái trò gọi là nửa mùa. Thay đổi nửa mùa. Trong cái chuyện thay đổi nửa mùa đó, đem một số những nhân tố từng là người quốc gia từ hải ngoại, từng là những người trí thức từ hải ngoại, để đem về xây dựng một cái hình ảnh đẹp, một cái hình ảnh gọi là hòa hợp, hòa giải của những người cộng sản với những người hải ngoại. Trong khi bản chất của những người hải ngoại đó đều là những thứ tay sai mà thôi. Cho nên phải hết sức tỉnh táo. Bối cảnh của Việt Nam trong những ngày sắp tới, tôi nghĩ là chừng 2 tháng đến 3 tháng sắp tới, nó sẽ diễn trình một cái chuyện là có những người từ hải ngoại đi về Việt Nam để làm ra một cái mô hình chính quyền có sự hòa giải, có sự hòa hợp. Nhưng cái đó, hòa giải và hòa hợp đó, nó chỉ là ảo mà thôi. Nó che giấu bên trong là cái dã tâm của Trung Quốc là mua, là làm chiến tranh để nắm từng cá nhân chính trị của Việt Nam, kể cả là những người từ hải ngoại đi về. Bởi vì những người từ hải ngoại đi về, những người thật tâm, cho tới giờ này chúng tôi chưa tìm thấy ai cả, chưa nhìn thấy ai cả. Trong khi những cái bọn gọi là bọn sâu mọt, bọn dòi bọ thì đã lúc nhúc có mặt và chuẩn bị có mặt tại Việt Nam. Nền kinh tế của Việt Nam, nền chính trị của Việt Nam trong năm tới thôi sẽ thay đổi. Và sự thay đổi nó tùy thuộc sự chọn lựa của các anh chị em tại Việt Nam. Các anh chị em tại Việt Nam chọn lựa dòi bọ từ hải ngoại về làm tay sai cho Trung Quốc, hay các anh chị em chọn chính các anh chị em, mà đồng thời chọn những người hải ngoại làm phụ tá cho các anh chị em để xây dựng lại một đất nước Việt Nam thật sự là độc lập. Cái điều này nó thuộc về quyền quyết định và ý thức, lý trí của chính các anh chị em tại Việt Nam. Xin kính chào các anh chị em, và buổi live stream của chúng ta đến đây là chấm dứt. Xin kính chào các anh chị em, xin cảm ơn. Chào anh chị em. Xin chào. Xin cảm ơn anh Phải, xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Dạ, chào thân quá.